chương 711, Hải vực hành trình. Ngày thứ hai, Lạc Vũ lại lần nữa từ quen thuộc lông thỏ trên giường lớn tỉnh lại. Sau khi rời giường, trăng lớn ma thuận thế biến thành thỏ con chíp chích, tiếp tục cuốn tại trong ngực Lạc Vũ ngủ lại. Lạc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Bá đạo nữ đế lại biến thành quỷ lười lão tỷ. Bất quá, khóc thét hải vực không còn hải thần cùng quân chủ lực, hẳn là cũng không cần nhiều chiến đấu kịch liệt liền có thể cầm xuống. Suy nghĩ, Lạc Vũ đi tới chuẩn bị lên đường Alice cùng Lị Lị An bên kia. Lị Lị An, ngươi thôn vệ hải thần, hẳn là tinh tường nơi đó tọa độ A. Lị Lị An gật đầu một cái, đó là đương nhiên, có liên quan hải thần ký ức, ta toàn bộ đều để dành. Nói đến chỗ này, ta còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng chủ nhân đồng ý. Nghe vậy, Lạc Vũ có chút hiếu kỳ, chuyện gì, nói đi. Lị Lị An khẩn cầu, có thể hay không đem tiểu con mực cùng giòn giòn cá mập giao cho ta bồi dưỡng. Ta thôn vệ hải thần, tiêu hóa tiến độ chậm chạp. Còn không bằng trực tiếp nuôi nấng cho bọn hắn những thứ này hải thú, Nghe vậy, Lạc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế. Dòn dòn cá mập cùng tiểu con mực cũng là từ hải thần thể nội chia ra. Dùng hải thần nuôi nấng bọn chúng phù hợp. Lị Lị An lắc đầu, ta đọc đến hải thần ký ức. Cái này hai cái hải thú cũng không phải là hải thần sáng tạo, mà là phía trên vũ hạt chủ thần. Vì để cho hải thần tăng tốc phá giải lam tinh tiến độ, cố ý dùng tự thân sức mạnh chế tạo đặc thù thần thú. Bất quá, lực lượng của hải thần cũng là vũ hạt chủ thần tặng cho. Bọn hắn cũng coi như là nhất mạch đơn truyền. Lạc Vũ sờ lên cầm suy tư phút chốc, thì ra là thế, xem ra bọn hắn là hải thần biến thành tin tức, chỉ là hải thần vì hướng tính đồ giảng giải. Cố ý bị đặt mà thành tinh tức giả. Không có vấn đề, ta đồng ý. Tiểu con mực còn tốt, dòng dòng cá mập có thôn vệ bất kỳ cái gì sự vật, để cho chính mình vô hạn trưởng thành năng lực. Ngay từ đầu Lạc Vũ để cho A Phi dẫn nó lúc, một mực hạn chế nó trưởng thành. Khỏe mạnh ẩm thực, tránh tăng cân. Bây giờ Lạc Vũ cùng rất nhiều thông linh thú cũng đã thành thần, hoặc sắp thành thần, cũng không có tất yếu hạn chế lị lị an trịnh trọng gật đầu hai bọn chúng đích xác rất có thiên phú nhất là giòn giòn cá mập thôn vệ đặc tính cùng ta hư không lĩnh vực không mưu mà hợp ta muốn đem bọn chúng chuyển hóa làm hư không sinh vật trở thành ta bộ hạ đắc lực về sau tại sử dụng triều dân lúc có sự gia nhập của bọn nó hư không lĩnh vực sẽ thu hoạch được rất lớn tăng cường lạc vũ tưởng tượng lị lị an hóa thành lĩnh vực lúc hư không thôn thiên côn không ngừng thôn vệ khuếch trương hư không chính xác rất đáng sợ thế là liền vui vẻ đồng ý, hai bọn chúng một mực là A Phi mang theo, ngươi liền đi khi chúng nó tân lão sư A. Cảm tạ chủ nhân. Lị lị an kích động không người bái thật sâu. Có hai cái thần thú, nàng sau này chắc chắn như hổ thêm cánh. Rất nhanh, Lạc Phủ nhận được tọa độ sau, mang theo tà long nữ đoàn tới truyền tống đến khóc thét hải vực. Ở đây khắp nơi đều là âm lãnh biến cả, một mắt nhìn không thấy bờ. Chung quanh có không thiếu dạ xoa tuần sát. Trước đây hải thần tổ chức đại quân xâm lấn Lam Tinh lúc yêu hải nữ hoàng một mực tìm lý do dây dưa xuất binh. Kết quả không đợi nàng xuất binh. Nửa ngày thời gian, khóc thét hải vực liền từ đại ưu thu nhỏ kém, sau đó trực tiếp đoàn diệt. Hải thần cùng khác chúng thần cũng tán thân lang tinh. Khóc thét hải vực không còn cường giả, bên này chính là yêu hải nữ hoàng thiên hạ. Là hoàng nữ điện hạ. Mặc dù bây giờ Isa thay đổi bộ dáng, nhưng mà dạ xoa nhóm vẫn nhận ra thân phận của nàng. Nhìn xem Isa hoàng nữ quanh thân, lạc vũ bọn người một bộ toàn viên ác nhân đáng sợ khí tràn. Một cái dạ xoa vẫn là liều chết nổi lên mặt biển, một chân quỳ xuống. Hoàng nữ Điện Hạ, nữ hoàng bệ hạ đợi ngài rất lâu. Y sa một mặt khẩn cầu, chủ nhân, Long Vương đại nhân, chúng ta nhất tộc không có tham dự liên quan tới Lam Tinh xâm lấn. Có thể hay không buông tha bọn hắn? Lạc Vũ xem thường, Long Bảo không phải đều đáp ứng ngươi đi. Không có việc gì, chúng ta đi trước gặp một chút mẹ ngươi a. À. Trong ngực hắn thỏ con chip chíp thầm nói, tiểu gia hỏa vẫn là như vậy mềm lòng. Cũng được, ta lúc đầu mưu phản tiên tộc cũng là đối với cuộc sống ở cái thế giới này vẻ đẹp sinh mệnh lòng sinh thương hại nói đến đứa nhỏ này cũng là theo ta rất nhanh lạc vũ đám người đi theo dạ xoa đi tới yêu biển sâu chỗ hoa lệ cung điện yêu hải nữ hoàng cách nhau rất xa liền cảm nhận đến hai cổ thần minh một dạng khí tức áp bách lạc thần đại nhân các ngươi rốt cuộc đã đến ngày xưa uy nghiêm yêu hải nữ hoàng co ro ám kim lân giáp đuôi rắn phủ phục dưới đáy biển đây cũng là naga tộc quỳ lạy chi lễ liền yêu hải chúa tể cũng là hành vi như này đại lễ, khác naga, hải thú càng không dám chậm trễ. Cảm nhận được khi xưa Isa, bây giờ khí thế trở nên bàn bạc như thế, đông đảo hải tộc nhau nhao cảm khái. Vì cái gì trước đây không phải nhà mình nhi nữ, bị đầu kia tiểu tiên long để mắt tới. Lạc vũ đình trệ ở trên cao, nhìn xuống phía dưới chúng sinh, ý của các ngươi ta đã minh bạch. Nhìn xem ysa phân thượng, ta liền không giết các ngươi. Nhưng sau này khóc thét hải vực đem chuyển dời đến Lam Tinh phụ cận, bị coi là Lam Tinh một bộ phận vốn nên như vậy ta đã sớm muốn làm lam tinh naga yêu hải nữ hoàng một mặt chính khí. nàng biết nữ nhi đi theo lạc vũ nhất định nhất phi trùng thiên nhưng mà nàng cũng không có ngờ tới lạc vũ thái quá như vậy không có mấy ngày liền thành thần còn có thể treo lên đánh xâm lấn lam tinh hải thần mấy người chúng thần bây giờ nàng chỉ là may mắn còn tốt chính mình cơ trí không cùng lấy khắc hắc ám hải tộc tống tán tương lai nói đến thế giới thi đấu kết thúc vẫn là nàng đại biểu khóc thét hải vực cho lạc vũ nói dọa tới nghĩ không ra vừa mới qua đi không có mấy ngày hai người địa vị biến hóa cách xa như thế những ngày này phát sinh hết thảy để cho nàng cho là mình nhìn sót mấy trăm tụ tập cũng may bây giờ isa đại biến dạng không chỉ có mọc ra cao quý tóc trắng thậm chí còn có tà long chi giác nàng có thể cảm nhận được tóc trắng bên trong hai đầu độc nhãn nhắm mắt xà ẩn chứa khổng lồ thần lực cùng là bán thần nếu như động thủ tiểu gia hỏa này đánh nàng mấy cái không thành vấn đề suy nghĩ một chút liền thái quá nữ nhi mới cho lạc vũ mang mấy ngày liền trưởng thành phải cường đại như thế. Lạc Vũ thật là giáo dục chi thần. So với nàng cái này là mẹ sẽ dạy dục hài tử. Tất nhiên muốn thăng quan, vậy thì không thể không gặp một lần hải vực ý chí. Lạc Vũ thản nhiên nói. Yêu hải nữ hoàng mã bên trên mở miệng, kể từ hải thần vẫn lạc, vị diện khế ước giải trừ, hải vực ý chí vẫn tại thần miếu chờ đợi. Lạc Vũ vui mừng, vậy liền nhanh mang bọn ta đi. Dọc theo đường đi. Yêu hải nữ hoàng cùng y sa mẫu nữ gặp lại, hai người không có gì giấu nhau. Đang khi nói chuyện, đám người liền đã đến một chỗ tàn phá màu đen miếu thờ. Một đầu đen như mực bóng trắng từ trong bơi ra. Các ngươi chính là tru sát hải thần anh hùng. Ta bị đám người kia rút ra tinh hồn, lưu lạc đến nước này, về sau càng là cưỡng chế bị khế ước, còn muốn hiệp trợ bọn hắn phái tới người thành thần. Bây giờ cuối cùng đại thù được báo, cảm tạ chư vị. Lạc vũ nhàn nhạt nở nụ cười, không cần phải khách khí, những tên kia là quần tinh tiên tộc, chúng ta cũng là bọn họ địch nhân. Bây giờ khóc thét hải vực chính là cần bảo vệ thời điểm, chúng ta cũng có ưu tú bán thần cần thành thần. Chúng ta sao không chung sức hợp tác? Hải vực ý chí trầm giọng nói, biến thành sa đọa vị diện sau, cùng ta khế ước bị tài năng ăn mòn. Cái này chỉ sợ đối với các vị ân nhân không tốt a. À. Chương 712, tạp bút thất bại. Nghe được hải vực ý chí lo lắng, lạc vũ khoát tay áo, không sao, ta tìm tới cho ngươi thủ hộ thần hết sức đặc thù. Nàng có 7 cái gian ác phân thân, ngươi tài năng có thể phân phối cho những cái kia phân thân dạng này nàng bản tôn sẽ thu hoạch được tinh khiết vị diện chi lực. Nói đi, hắn đem tiểu long túi kéo đến bên cạnh, vị này chính là ta cho ngươi tìm thủ hộ thần. Tiếp lấy, vừa chỉ chỉ khắc thân mang màu đậm vẫy rồng giáp nữ sinh. Các nàng chính là những cái kia phân thân. Tà long nữ đoàn nhau nhau cắn khóe miệng, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ai là gian ác phân thân? Không phải liền là xính chút tà long huyết mạch đi. Dứt bỏ những thứ này không nói, các nàng không người nào là thuần lương thiếu nữ. Thấy thế, thế Hải vực ý chí suy nghĩ tới tiên khí lung lay tiểu long túi, lại nhìn quanh khác tà long thiếu nữ. Cảm nhận được trong cơ thể của các nàng hơi hơi tiết lộ ra ngoài ba động, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng những cái kia phân thân, tìm lực viễn siêu quan vị bán thần A. Nếu là có thể khế ước đến nhiều như vậy mạnh mẽ như vậy thủ hộ thần, ngược lại là ta trèo cao. Trong giọng nói, hải vực ý chí cũng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Một bên yêu hải nữ hoàng nhưng là quan sát tỉ mỉ lấy tiểu long túi. Vị này chính là bắt đi y sa long vương chủ tử. Nếu như không phải nàng nhìn trúng Isa tiềm lực, Isa cũng sẽ không có hôm nay thành tựu, cùng với siêu việt quan vị bán thần tiềm lực. Đại ân nhân A. Nhất định định phải thật cốt định bợ. Thỏ con chíp chíp không kiên nhẫn thúc giục nói, đã như vậy, vậy thì nhanh lên khế ước A. Tiểu Long túi tiếng kia mẹ, kêu nàng tại chỗ trong xương mềm nhũng, đã triệt để coi nàng là thành thân sinh cốt nhục. Địa vị cùng tiểu lục đạo, tiểu vũ thôn một dạng. Bất quá đãi ngộ đi, này liền khác nhau trời vực. Chỉ có thể nói mỗi cái phiên bản ở giữa, nguyệt thần dòng dõi đãi ngộ trên lệch rất lớn nhân gia tiểu long túi cũng coi như là nguyệt thần cùng lạc vũ ở giữa chứng kiến kết tinh cùng bị động sinh hạ lục đạo huynh đệ chắc chắn khác biệt thỉnh các vị nhất thiết phải cho ta mấy ngày chuẩn bị nên có thần tuyển nghi thức hãy vượt ý chí sau lạc nghiên còn lại còn cấp bách đụng tới như thế nghịch thiên thủ hộ thần nhân tuyển hắn còn sợ vị diện khác cùng hắn cướp đâu làm gì khế ước thủ hộ thần nên đi quá trình là muốn đi đích xác phải có một đoạn thời gian chuẩn bị cái này là từ liên quan tới vị diện vũ trụ pháp tắc có hạn chế bất luận cái gì vị diện đều không thể tránh cái này ta có trong tộc bí pháp có thể giúp ngươi miễn đi những cái kia lễ nghi phiền phức Thỏ con chip chip mở miệng nói đây là quần tinh tiên tộc nội bộ vì có thế càng nhanh để cho nhân tuyển của bọn hắn khế ước cướp đoạt mà đến vị diện đặc biệt nghiên cứu bí pháp cần nắm giữ âm dương động huyền bí chỉ có quần tinh tiên tộc thể chất đặc thù có thể dùng thảo con chip chip tại quần tinh tiên tộc địa vị bất phàm tự nhiên cũng sẽ sử dụng bí pháp như thế có thể làm được điểm này, ta nhớ được chỉ có đám kia tiên nhân. Ngài đến cùng là. Hải vực ý chí cảnh giác lên. Thỏ con chíp chíp cũng lười giảng giải, mi tâm chính câu ngọc luân hồi mắt đỏ mở ra. Tạo nên bàn bạc hải lưu ba động, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, trọng lực điên đảo, hỗn loạn vô cùng. Hải vực ý chí cảm nhận được, hạn chế tự thân công xiền pháp tắc tiêu thất. Chỉ cần là đầy đủ người ưu tú tuyển, có thể không cân nhắc thời gian chuẩn bị, tiến hành trực tiếp khế ước lực lượng của ngươi cùng nhóm người kia không có sai biệt. Hải vực ý chí toàn thân run rẩy. Bị hải thần nô dịch vạn năm ký ức lại lần nữa hiện lên. Lạc Vũ miễn cười giảng giải, ngài không nên hiểu lầm, đây là nhà ta thông linh thú, vạn năm trước liền phản bội quần tinh tiên tộc. Hải thần bọn hắn chính là vì bắt được nàng, cho nên mới chiếm giữ khóc thét hải vực, bao vây lam tinh. Bây giờ nàng đã là thần phục với ta, không tin ta có thể để nàng chứng minh. Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía trong ngực thỏ con chích chích, gọi chủ nhân. Thỏ con chích. chích không phải đã nói không cho phép chơi như vậy sao còn ngay mặt ngoại nhân nói loại lời này tiểu gia hỏa này không dạy dỗ một trận chính là gia nàng đường đường nguyệt chi mẫu thần có thể nghe lời này chung quanh tà long nữ đoàn cũng là nhao nhao cảm khái cái này vợ chồng trẻ chơi đến hoa thật nhìn thấy thỏ con chip chip sắc mặt lạnh lẽo lạc vũ vội vàng thông qua tinh thần lực cùng với nàng câu thông lão tỷ ngươi đừng hiểu lầm đây đều là diễn cho hải vực ý chí nhìn vì long bảo ngươi cái này làm mẹ thì nhịn nhẫn nải a à nghe được, Lạc Vũ cũng là không thể nào tình nguyện. Dù sao dạng này có chút bất hiếu. Vậy không được, ta không thể thua thiệt, ngươi trước gọi chủ ta tử, chúng ta đổi một lần một. Thỏ con chích chích bất cận nhân tình đạo. Vậy được rồi, thỏ chủ tử. Lạc Vũ một mặt nhẫn nại. Hết thảy vì hài tử. Lại nói, ngược lại lão tỷ phải gọi trở về, vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người. Sống này huyết kiếm lời. Ai? Thỏ con chích chích một bản thỏa mãn, thế giới tinh thần bên trong kéo lấy thật dài âm cuối. Cái này còn tạm được. Thì ra cái này chỉ thỏ con chích chích, chính là để cho hải thần thường xuyên nhắc đến nguyệt chi mẫu thần. Hải vực ý chí mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, hai vị không cần nghiệm chứng, ta cùng hải thần tiếp xúc trên vạn năm. Cũng biết một chút nơi này nội tình, cho nên có thể phán đoán các ngươi không có gạt ta. Lạc vũ. Cố ý đúng không? Hắn bây giờ có lý do hoài nghi, cái này tiểu xà cùng lão tỷ hùng vốn lừa gạt hắn. Thỏ con chíp chíp che miệng cười khẽ, truyền âm nói, cái này cũng không nên trách ta. Nàng tâm tình rất là sảng khoái. Tiểu vũ kẹp lấy nhuyễn nhuyễn nhu nhu chính thái nải âm, hô thỏ chủ tử. Đối với nàng mà nói lực trùng kích đuổi sát người nào trúng cử. Lần này chuyển thế đáng giá, hoặc về nhà như thế cái vư vật. Chờ xem, sớm muộn nhường ngươi cả gốc lẫn lại trả lại. Lạc vũ hung ác nói. Thỏ con chíp chíp một mặt nghiền ngẫm, ừ, tỷ tỷ chờ lấy, a à không, là bản chủ chờ lấy. Bây giờ, nàng triệt để trở lại chuyển thế sau trạng thái. Làm bá đạo mẫu thần, nào có làm cái này tiểu khả ái tỷ tỷ hương. Quyết định này làm được quá đúng. Tất nhiên cùng nhau an bài thỏa đáng, vậy thì xin vị này long nữ đại nhân cùng ta ký kết khế ước A. Bởi vì lạc vũ cùng thỏ con chích chích là tại thế giới tinh thần liếc mắt đưa tình, hải vực ý chí một điểm không có phát giác. Hắn bây giờ hoàn toàn đắm chìm tại trong ảo tưởng tốt đẹp. Hắn như thế cái sa đọa vị diện, vậy mà có thế khế ước kèm theo nhiều như vậy viễn siêu quan vị bán thần phân thân có loại tiểu tử nghèo bị rất nhiều thân thế hiển hách phú gia nữ lấy lại cảm giác mười phút sau tiểu long túi cùng hải vực ý chí thuận lợi hoàn thành khế ước vị diện khế ước mang tới đề thăng công bình phân phối cho mỗi đầu rồng tiểu long túi rõ ràng cảm nhận được mình xác thực tăng lên nhưng chỉ tăng lên một điểm khác tà long thiếu nữ cũng giống như vậy phát giác được khác thường lạc vũ mở ra hệ thống kiểm tra tình huống quả nhiên thấy số liệu mặt ngoài không có đổi mới đây là cái tình huống gì Ngươi cái này khế ước nên không phải là giả sao?" Tiểu Long túi trong mắt chứa lệ quang. Quang uổng a, à. ta thực sự là." Phải vực ý chí cũng lúng cúng, lấy trước mắt đám này thần thực lực, hủy diệt một cái thứ cấp vị diện dư xài. Hắn thật sợ những thứ này thần tính khí không tốt, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trả thù. Lạc Vũ lý trí phân tích, chẳng lẽ là Tiểu Long túi một hóa bảy, muốn lợi dụng vị diện khế ước đột phá đến thần minh cấp độ. Một cái vị diện khế ước còn thiếu rất nhiều còn tưởng rằng tà long nữ đoàn có thế khế ước một cái, cả nhà phi thăng đâu. Hiện tại xem ra, không có loại này BUG để cho nàng tạp. Chương 713, Tân Thần Gia nhập vào. Căn cứ vào quan sát của ta, thật đúng là dạng này. Thỏ con chip chíp trừng lớn mắt đỏ, khẽ gật đầu. Hiện trường duy hai hai tôn thần minh đều lên tiếng. Đến phiên hải vực ý chí lúng túng. Lần này kịch bản biến thành, tiểu tử nghèo đem lấy lại phú gia nữ toàn thu sau, phát giác, điều kiện kinh tế, không thỏa mãn được nhiều người như vậy nhu cầu thực lực không đủ không cần chơi cao phối, lời này đặt ở mỗi lĩnh vực đều có thể áp dụng. Vị diện cùng thủ hộ thần ở giữa cũng không ngoại lệ. Xin lỗi rồi long nữ đại nhân, cũng là ta không còn dùng được. Hải vực ý chí buồn bã gục đầu xuống. Một bên yêu hải nữ hoàng trung lẫy bẫy, là nàng mang lạc vũ bọn người gặp hải vực ý chí. Vốn là muốn mượn cơ hội tranh công, không nghĩ tới khóc thét hải vực phế như vậy, không thỏa mãn được nhân gia. Lần này thúc ngựa móng lên. Đợi chút nữa sẽ không liên lụy chính mình a. À? Không, lạc vũ tiểu tử này nhiều tuấn a à, xem xét cũng không phải là loại kia thần tính toán cách ta xây quá nhiều tiểu hào tiểu long túi vỗ đầu một cái lập tức nước mắt rưng rưng nhìn về phía lạc vũ cha bây giờ nên làm gì lạc vũ khẽ vuốt trán của nàng cười ngạo nghễ khóc cái gì không phải liền là nhiều khế ước mấy cái vị diện chuyện lời này để cho một bên hải vực ý chí cùng yêu hải nữ hoàng nghe xong toàn thân trung lên khế ước một cái vị diện tại trong miệng hắn làm sao nghe được giống như trảo chỉ tiểu côn trùng nhẹ nhõm bất quá, nhưng gia thật là có thực lực này. Đây là đáng sợ nhất. Thỏ con chíp chích một mặt vui mừng, không hổ là ta nuôi lớn, bá đạo này tính tình theo ta. Nhìn thấy ở trước mặt mình mềm manh lớn chính thái, ở bên ngoài bá đạo như vậy, thỏ con chíp chích rất cảm thấy thỏa mãn. Cũng là nàng dạy thật tốt. Tất nhiên kế ước đạt tới, chúng ta đi trước. Lạc Vũ nói, các ngươi nhớ kỹ chuẩn bị nhanh lên một chút dọn nhà, qua một thời gian ngắn, ở đây sẽ cùng Lam Tinh ở cùng một chỗ. Đương nhiên khi đó Lam Tinh cũng sẽ xuất hiện tại mới vị trí. Sa khóc sức mức, mẫu hoàng, ta liền cùng lạc vũ chủ nhân, Long Vương Đại Nhân cùng một chỗ chinh chiến vũ trụ. Trở về sau thăm hỏi ngài và khóc thét hải vực. Yêu hải nữ hoàng một mặt không muốn, ở bên kia nghe thật hay Long Vương Đại Nhân lời nói. Rời khỏi nhà, người muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Tràng diện này một trận để cho toàn trường người động dung, ngay cả liễu tâm liên cũng than nhẹ, ta cũng nhớ nhà. Lạc vũ cam kết, nhớ nhà không sao, chờ các ngươi cùng Long Bảo đều bước vào thần cảnh, chúng ta trạm tiếp theo chính là thần châu cửu vực. Nghe vậy, liễu tâm liên mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ chủ nhân. Cáo biệt khóc thét hải vực, lạc vũ đem ánh mắt đặt ở trong bốn thần đã từng thống trị vị diện. Cựu binh thần mang hoang chi địa, long thần long giới, còn có cửu u đế quân u minh. Lại qua ba ngày. Lam tinh thời tiết liên tiếp âm trầm ba ngày, hôm nay cuối cùng tặng. Đây là bởi vì Lam tinh tại dưới sự khống chế giác su đen, tiến hành không gian di chuyển, hôm nay cuối cùng xem như hoàn thành. Khóc thét hải vực, Bí Sâm cùng Hoa La cũng là cùng một thời gian tiến hành. Tiếp cận Lam tinh không chỉ có không gian truyền tống lúc sẽ tiêu hao càng ít nguồn năng lượng. Quần tinh chi lực tọa độ che đậy kết giới, cũng có thể bao trùm tại trên bọn chúng Minh Hữu vị diện này. Dạng này, quần tinh tiên tộc trong thời gian ngắn liền không tìm được bọn họ. Một bên khác, ma giới cũng bị thu phục, thông qua khế ước lộ Tây Phát hòa thuận vui vẻ cảm tu đặc biệt đột phá đến thần cấp, hóa thành song sinh ma thần. Mua bàn tay hắn bên trên sâu thẳm riêng gen, cũng có thể mở ra trước đây lục đạo kỹ viễn cổ ma ảnh, bởi vậy nhắc nhở đến LV2. Viễn cổ ma ảnh LV2. Lợi dụng đến ám pháp tắc, triệu hoán cái nào đó thời kỳ viễn cổ, hắc ám chí cao một tia tàn ảnh. Trừ cái đó ra, sâu thẳm rin gen còn ban cho Lucifer năng lực mới. Sâu thẳm rin gen LV1. Ám ảnh giới vực, ám chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp. Thông qua bóng tối đem địch nhân kéo vào bóng tối vị diện, cũng có thể thông qua không chỗ nào không có mặt cái bóng, tiến hành mai phục, đánh lén, nghe trộm địch nhân trừ phi nắm giữ tương ứng ít chú ý pháp tắc, bằng không căn bản là không có cách đối với trốn ở trong bóng ma người thi pháp, tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Không có thức tỉnh cùng mị ma tương quan thần kỹ, Lạc Vũ cảm thấy rất cam. Trước mắt, cần bồi dưỡng nhân tài nhiều lắm. Tăng thêm ma uyên trật tự hỗn loạn, quản lý khó khăn trọng trọng. Cũng may không thiếu cường đại ma vật đều chết ở thiên giới. Muốn đem ma uyên, chuyển biến làm có trật tự vị diện, bắt đầu lại từ đầu lời nói cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, Lạc Phủ mệnh lệnh lộ Tây Pháp trước tiên chờ tại Ma Uyên di chuyển đến Lam Tinh phụ cận sau quản lý tốt nơi đó trừ cái đó ra Lệ Lệ An cũng dẫn Alice trở về bây giờ Alice mặc dù đã là thiên giới tân nhiệm quan Minh thần nhưng mà Alice dùng vũ trụ mới bắt đầu ánh sáng pháp tắc vì quan Minh thần hồn ngưng luyện ra một bộ thân thể mới hết thảy sự vụ hay là trước giao cho quan Minh thần hồn xử lý quan Minh thần hồn biết sứ mạng của nàng đối với thánh quan nhất tộc 10 phần trọng yếu thế là cũng đồng ý tạm thời không trở về thánh quan nhất tộc nơi ở trục quan thánh đường lại tu luyện từ đầu mà là hỗ trợ quản lý thiên giới nếu như alice trở thành chư thiên liệt dương chủ thể khi đó cũng sẽ không nhất định trọng tu tùy tiện ban thưởng hắn chút tài nguyên cũng có thể làm cho hắn trở lại đỉnh phong thậm chí là càng mạnh hơn chủ yếu nhất là quan minh thần hồn rất xem trọng lạc vũ đối với chư thiên liệt dương vung trồng hoan nghênh về nhà lạc vũ miễn cười nên đón alice cùng lị lị an các nàng sừng sững ở một đầu như núi cao cực lớn hư không cự kình bên trên nghiễm nhiên có bán thần chi cảnh xem xét chính là thông vệ hư không hóa hải thần tinh hoa giòn giòn cá mập lị lị an thân là nữ hoàng cũng coi như là có phương tiện giao thông giòn giòn cá mập một mặt khổ bức vốn là tại a phi đại nhân bên kia nó mỗi ngày đi theo truy phiên sống trở thành lão nhị thứ nguyên tiếp lấy chỉ có trong nhị thứ nguyên mới có hư không quần áo bó ngự tỷ xuất hiện nói là về sau muốn dẫn nó giòn giòn cá mập còn tưởng rằng hư không ngự tỷ là muốn dẫn hắn đi nhị thứ nguyên, mở ra hậu cung nam chính thế giới tuyến. Kết quả nó bị hư không ngự tỷ một phen tàn khốc mà điều lý, trở thành phương tiện giao thông, đi theo tả hữu cho nàng giữ mã bề ngoài. Cũng không thể tùy thời truy phiên. Mà Alice bên này, sau lưng lộ ra sấn nàng chí cao thân phận quan hoàng bay ra. Vòng bên trong từ tia sáng tạo thành hoa văn, chậm rãi hóa thành mở ra luân hồi con ngươi, tò mò ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là ngươi phi thăng thành thần sau, quần tinh chi lực mang tới thần đồng. Lạc Vũ có chút hiếu kỳ. Alice khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu giới thiệu chính mình năng lực mới. Lạc Vũ không có ý định nghe, trực tiếp mở ra bản hệ thống. Tên, Thánh Diệu Liệt Dương Long, Alice. Thuộc tính, quan hệ, long hệ, thần thánh hệ. Tiềm năng, sang thế chúa tể. Đẳng cấp, hạ vị thứ thần. Năng lực, thần quan liệt tức trảm lv.max, thiên sứ cầu nguyện lv.max, kiếm ánh sáng trưởng thống. Thần kỹ, thánh diệu chất lóe sóng lv 3 năng lực mới diệu nhật trinh gen lv một thánh diệu chấp lóe sóng đi thẳng tới tinh thông chỉ là tinh thông thần kỹ liền vượt qua 99.9% hạ vị thứ thần mới trinh gen năng lực càng làm cho lạc vũ hiếu kỳ diệu nhật trinh gen lv một quan khải sơ quan phát tắc cùng cực tốc pháp tắc kết hợp có thể thấy được tự thân dung nhập siêu việt tốc độ ánh sáng nguyên sơ chi quan tiến hành di động với tốc độ cao nguyên lai là tốc độ tăng lên năng lực sao phối hợp liễu tâm liên để cho thời gian chậm lại năng lực một cộng một giảm, tuyệt đối hiệu quả nổi bật. Mặc dù không gian kỹ nhiều khi muốn so cao tốc dẫn đầu, nhưng mà cao tốc kỹ không có trước sau dao động, hoặc có lẽ là trước sau dao động khó mà bắt giữ, nhưng liên tục sử dụng. Này liền so không gian kỹ tốt hơn rất nhiều. Chương 714, Vũ trụ gợi ý gây họa. Nhìn một cái như vậy, một nhà chúng ta còn rất mạnh. Lạc Vũ cười đắc ý, đi ra không ít lần thần. Làm tin cảm giác an toàn tràn đầy. Chỉ cần không phải chủ thần đột kích, liền có lực đánh một trận lúc này liền thượng vị thứ thần lạc vũ đều cảm thấy có thế có ba thành phần thắng dù sao lão tỷ tỉ tỉnh lại cất bước chính là trung vị thứ thần năng lực mặt ngoài cũng rất hoa lệ alice ngắm nhìn bốn phía lại nói nhà ta long long đâu nàng còn chưa tới thứ thần tiếp lấy nàng trêu khẽ mái tóc dài vàng ống hơi có vẻ kiêu ngạo nói quả nhiên khả ái tiểu hài tử vẫn là muốn để ta bảo vệ lạc vũ cười khổ một tiếng long bảo tình huống có chút đặc thù nàng có nhiều như vậy phân thân mấy ngày nay khế ước ba cái vị diện đều không có sờ đến thứ thần bình cảnh đâu. Xâm lấn lam tinh bốn thần bên trong, còn kém u minh không có khế ước. Nhưng mà coi như khế ước, đoán chừng cũng rất treo. Nhiều lắm là toàn viên đến bán thần đỉnh phong. Alice một mặt thông cảm, đáng thương tiểu gia hỏa, bây giờ nàng chắc chắn cần ta an ủi a. À. Ta đi tìm một chút. Nói đi, nàng quơ quan chi dực bay về phía khu vực khác. Sau lưng quan hoàng hiện ra diệu nhật luân hồi đồng tử văn, tìm lấy tiểu long túi thân ảnh. Chỉ để lại lị lị an cùng lạc vũ một chỗ lúc này, Lệ Lệ An xoa xoa tay, trong mắt bắn ra vẻ tham lam. Chủ nhân, bốn thần vị diện đều thuộc về chúng ta. Muốn hay không giao cho ta xử lý? Ta tại qua la ý chí bên kia học được rất nhiều, nhất định có thể đem mặt khác vị diện cũng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Lạc Vũ khẽ thở dài một cái, ngươi là muốn đem những điều này mặc toàn bộ đều đồng hóa thành hư không vị diện A. Nghĩ cùng đừng nghĩ, những địa phương này tà long nữ đoàn dự định. Nhà ta long bảo còn thiếu cái hành tinh máy mô phỏng đâu. Hơn nữa, ta còn đáp ứng vĩ thú tiên cung về sau cho bọn hắn phân chia địa bàn đâu vẽ bánh luôn có cần thực hiện một ngày thì ra vị diện quý hiếm như vậy a à, vậy quên đi lị lị an bất đắc dĩ phun ra tinh một lưỡi những ngày này ngươi khổ cực đi nghỉ ngơi một chút đi lạc vũ ánh mắt đột nhiên nhu tình lị lị an chưa từng bố trí phòng vệ mềm mại nội tâm bị trong nháy mắt đánh xuyên đa tạ chủ nhân quan tâm lị lị an một mặt xúc động đôi mắt đẹp lấp lóe tiếp lấy nàng mang theo thẹn thùng nói, cái này đều vài ngày không thấy, ta muốn học tập. Nói đi, lị lị an nhô lên dáng người, chuẩn bị để cho lạc vũ giáng dáng, truyền thụ vũ trụ huyền bí. Lị lị an. Không phải nói nhường ngươi tiếp thân theo ta không? Cao lớn lạc nghiên còn lại dùng hoàng tuyền Hirasa truyền tống tới, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Nàng con mắt to cách thật xa, liền cảm ứng được lị lị an một cổ mị ma mùi vị. Quả nhiên ăn bậy đồ vật, là muốn trả giá thật lớn. Nghe nói nàng ăn mị ma nữ vương, trở nên càng thêm không an phận. Nhất thiết phải mang theo bên người chặt chẽ quản giáo. Chủ mẫu, ta vừa mới trở về. Cảm nhận được lạc nhiên còn lại đập vào mặt cảm giác ác bách, lị lị an thân thể mềm mại rung lên. Mệt không, tỷ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Lạc nhiên còn lại ngón tay ngọc nhất câu, một hồi lực hút đem lị lị an lôi kéo qua đi. Trong nháy mắt, lạc nhiên còn lại hai ngón tay nắm vuốt phần cổ của nàng. Giống sách con mèo nhỏ tựa như, đem nàng sách trên không trung. Đồng thời ba cái con mắt lạnh lùng trừng lạc vũ vừa rồi nàng nhìn rất rõ ràng, lần này là Lạc Vũ chủ động đát. Nói cái gì lời kỳ quái, để cho Lị Lị an mặt đỏ tim rung. Cái kia, ta đi xem một chút A Phi mấy ngày nay thành quả. Lạc Vũ quẳng xuống một câu nói, thần uy truyền tống đến thần uy không gian, một chỗ A Phi vườn. Trêu chọc xong liền chạy thật kích động. A Phi nha, mấy ngày nay thứ thần tài nguyên đâu? Lạc Vũ chấp tay đạp không mà đi, nhiễm nhiên lão lãnh đạo xuống thị sát điệu bộ. Cái này, tất cả đều là tinh tủy thủy. thủy khóa thành từng mảnh, sụi lơ trên đất A-phi, ngữ khí mang theo lúng túng. Ba ngày tất cả đều là cái đồ chơi này. Lạc Vũ thất vọng. Xem ra tinh tủy thủy liền giống như rút thẻ lúc tam tinh tài nguyên, quá nhiều trùng lập tính chất rất cao A. Đối với hắn là vô dụng, nhưng mà giác su đen ngược lại là đại bảo lộc ăn. Sớm một chút để cho Lam Tinh tấn thăng thành chủ thần vị diện cũng tốt. Đang khi nói chuyện, Lạc Vũ bên cạnh lại xuất hiện đen như mực chi môn. Lạc Nghiên còn lại từ trong bay ra, đầy bụng hồ nghi nói, tiểu vũ, lị lị an nha đầu kia nói ngươi có thể vì nàng rót vào đại lượng vũ trụ trí tuệ đây là ý gì lạc vũ khóe miệng giật một cái cái này nha đầu này miệng cũng quá nới lỏng đã nói xong đối với lão tỷ giữ bí mật đoán chừng hù dọa nàng hai cái nên cái gì đều chiêu lị lị an cái khác đều hảo chính là quá sợ lão tỷ bất quá hắn để cho lị lị an đối với lão tỷ giữ bí mật ngược lại là cũng không có quá nhiều ý nghĩ chủ yếu là liễu tâm liên gần nhất muốn về nhà hương vì để cho người bên kia biết hắn không có bạc đại cái này tiểu băng long gần nhất hai ngày cho nàng khai tiểu táo bù lại một chút vũ trụ cảm ngộ khiến cho nàng thiên sương kiếm hơi thở đều nhanh tinh thông cái này cũng dẫn đến liễu tâm liên nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng sùng bái đây nếu là để cho lão tỷ biết có cái này đồ tốt không cho nàng dùng tới kết quả có thể tưởng tượng được chủ yếu là lão tỷ kỹ năng mặt ngoài rất hoa lệ tạm thời không dùng được đoán chừng để cho hắn liền hư hảo một tuần lễ đều chưa hẳn có thể để cho lão tỷ kỹ năng luyện độ có tính thực chất đột phá không phải là cái gì tiếng lóng a à. lại nói ngươi hai ngày này thân thể là càng ngày càng tệ nhìn thấy lạc vũ lắp bắt lạc nghiêng còn lại sắc mặt cuối một bên a phi một bên ăn dưa một bên mừng thầm lấy rơi vào đường cùng lạc vũ đành phải thẳng thắng không có cách nào lão tỷ thế nhưng là có nhìn trộm quá khứ tương lai năng lực nếu để cho chính nàng tìm ra tình huống nghiêm trọng hơn ngươi giỏi lắm tiểu vũ tỷ tỷ nuôi không ngươi lớn như vậy Lạc Nghiên còn lại hai tay chống nạnh, bộ mặt tức giận, có như thế tốt năng lực, không trước tiên cống hiến cho tỷ tỷ. Chủ yếu là truyền thụ những kiến thức này, lại còn muốn tiến hành tiếp xúc. Bốn bỏ năm lên, cái này cùng với nàng bị trâu rồi khác nhau ở chỗ nào? Lạc Vũ sử dụng bí kỹ, miệng lưỡi dẻo quẹo, tâm liên nàng gần nhất muốn trở lại hương. Vì mặt mũi, ta chắc chắn là muốn cho nàng học thêm một chút. Lạc Nghiên còn lại uống éo khuôn mặt, thở phì phò nói, vậy ta mặc kệ. Ngươi xem đó mà làm. Lạc Vũ không phản bác được phía trước còn trang bá đạo nữ đế, không có mấy ngày liền bắt đầu nũng nịu. Cái này còn không như khi đó bá đạo nữ đế, cốt xấu dựa theo nữ đế thiết lập nhân vật, hẳn là lão tỷ dỗ hắn. Tính toán, chương trình học hôm nay ta còn không có dạy tâm liên, trước hết nhường ngươi thể nghiệm một chút đi. Lạc Vũ một mặt nhìn đau cắt thịt dáng vẻ. Vốn là liên tục mấy ngày khải dụng vũ trụ gợi ý, hắn đều mềm nhũng, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả lão tỷ nháo trò như vậy, không thể không dỗ dành cái này cao hơn 2M đại hài tử. Cái này còn tạm được, ta nuôi tiểu bạch trư, kết quả là ta ăn không được trong miệng, có thế không tức giận đi. Lạc Nhiên còn lại trong nháy mắt đổi phó khuôn mặt tươi cười, Lạc Vũ hô to bị lừa rồi. Khuỷu tay, cùng ta trở về phòng. Lạc Nhiên còn lại đưa tay liền đem Lạc Vũ ôm ở trong ngực, giống như Lạc Vũ bình thường ôm thỏ con chít chít tựa như. Thế thì không cần, ở đây là được. Một hồi liền xong việc. Lạc Vũ vội vàng lựa chọn tăng lên năng lực. Luyện độ hơi thấp hoàn Tuyền Hi LV3 lục đạo chi lực phi tốc tiêu hao, đột nhiên trống rỗng cảm giác trải rộng toàn thân. Sau một khắc, Lạc nghiêng còn lại đình trệ trên không trung, trong đầu hiện lên đại lượng thâm ảo cảm ngộ. Chẳng thể trách lị lị an như thế cuốn lấy ngươi, loại cảm giác này là thật thoải mái. Cần lắng động ngàn năm vạn năm vũ trụ trí tuệ, trong nháy mắt liền có thể khắc sâu lý giải. Nhìn thấy lão tỷ mặt tươi cười tràn đầy vui vẻ, Lạc Vũ chỉ cảm thấy về sau có tội thụ. Chương 715, tiên tộc người tới. Nhìn xem dính nhau ở chung với nhau hai người, đang tại ăn dưa a phi chỉ cảm thấy mình bị đột nhiên chất đầy thức ăn cho chó lạc vũ sắc mặt dần dần tinh thần sa sút lạc nghiêng còn lại nhưng là trở nên hai gò má hồng nhuận một bản thỏa mãn không tệ cái này cũng là quần tinh chi lực mang cho ngươi năng lực mới sao về sau ngươi cho hắn thông linh thú truyền thụ tri thức lúc nhớ kỹ lưu một điểm cho ta ta lúc nào cũng có thể hưởng dụng nếu là không thể làm đến tùy thời thỏa mãn ta ngươi biết hậu quả lạc nghiêng còn lại một bộ say mê trong đó bộ dáng liếm liếm môi đỏ giống như một cái vừa mới ăn vụng con mèo nhỏ. Lạc Vũ sắc mặt kéo một phát, "Lão tỷ, đây chính là phải tiêu hao ta lục đạo chi lực, đổi lấy tri thức. Hai ngày này thân thể ta đều dạng gì, ngươi còn nghiền ép?" Đột nhiên hiểu được a phi cảm thụ, lại nói, "Bây giờ tất cả mọi người mới vừa vặn bước vào thứ thần chi cảnh, thân là trân quý tài nguyên một trong. Ta phân phối cũng phải cẩn thận trọng suy tính. Ngươi cũng trung vị thứ thần, sao có thể cướp đại gia khẩu phần lương thực đâu?" Lạc Vũ vẻ mặt đau khổ nói, hắn đối với vũ trụ gợi ý sử dụng, đều có hợp lý hoạch định. Liễu tâm liên là bởi vì thành thần sau muốn về nhà hương tìm mặt bài. Hắn nghe nói, thần châu cửu vực có ba vị trí thánh, tương đương với ba vị thứ thần. Liễu tâm liên nếu như chỉ là một cái thông thường ma mới thứ thần, còn không thể tại những cái kia lâu năm trong tay trí thánh, tranh đoạt quá nói nhiều ngữ quyền. Lão tỷ sống này tìm lấy, trực tiếp kéo chậm liễu tâm liên một ngày tiết tấu. Kỹ năng của nàng luyện độ cũng rất cao, trong thời gian ngắn thật không cần đến vũ trụ gợi ý. Nếu không nói nàng hai câu, chính mình cái chủ nhân này còn thế nào quản lý thủ hạ thông linh thú? Thế là, Lạc Vũ đem băng khoăn của mình toàn bộ đỡ ra. Thuyết giáo Lạc Nghiên còn lại ròng rã mười mấy phút. Tốt tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Về sau ta chờ ngươi trước tiên cho tỷ hắn muội cho ăn no, lại đến lúc ta, cái này còn không đi. Lạc Nghiên còn lại phản phất chịu thua, nghịch ngợm thè lưỡi. Nhà mình quả táo nhỏ cây, kết quả muốn trước phân cho ngoài ra có nhu cầu nữ nhân. Đây đã là rất lớn nhượng bộ. A Phi. Tại sao là tỷ muội? Chẳng lẽ hắn làm ruộng thần kỹ, liền không cần nuôi dưỡng? Hắn cũng muốn. Cái này còn tạm được. Lạc Vũ vui mừng gật đầu, đợi các nàng không có nhu cầu, ta chắc chắn mỗi ngày cho ngươi khai tiểu táo. Ngươi nghĩ không ăn đều không được. Mình, lão tỷ chịu nghe đi vào liền tốt. Đúng, hôm nay nên thu phục U Minh. Chỉ sợ Lạc Vũ tiếp tục lải nhải, Lạc Nhiên còn lại vội vàng nói sang chuyện khác. Nữ nhi ngoan đều khế ước hảo ba cái vị diện, còn không có phi thăng thành thần. Cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, mấy ngày nay kéo kéo cái khuôn mặt, ta làm được cơm cũng không ăn. Phải nhanh trợ nàng đột phá hạn chế, hơn nữa nàng vừa đột phá, người tà long nữ đoàn cũng liền đi theo đột phá, rất kiếm lời. Lạc vũ che eo ở giữa ẩn ẩn cảm giác đau đớn chỗ, một mặt cười khổ nói, vậy nếu là tao ngộ nguy hiểm, còn phải ngươi ra tay. Ta lục đạo chi lực hao hết, đã không cách nào tác chiến. Lạc nghiên dư đại mi gãy nhẹ, che miệng cười xấu xa, thật tốt, tỷ tỷ tới, ai bảo tỷ tỷ vừa rồi ăn no rồi đâu rất nhanh hai người bỏ xuống thức ăn cho chó ăn đến no bụng a phi truyền tống đến u minh từ đen như mực trong cổng truyền tống bay ra chỉ thấy phía dưới hoàn toàn hoang lương không có chút sinh cơ nào có thể nói không có một tia lục thực toàn thân khô nước đại địa ngược lại là hài cốt khắp nơi đều có u minh bây giờ mười phần trống rỗng đoán chừng ngay cả bán thần đều chưa hẳn có đều dùng không được lạc nghiêng còn lại chỉ là thận hư trạng thái lạc vũ đều có thể quét ngang đi trước tìm kiếm u minh ý chí a à. lạc vũ thản nhiên nói lạc nhiên còn lại khẽ gật đầu ta tới kêu gọi nó thân là phía trước đoạt tinh giả thành viên nòng cốt nàng tự nhiên là nắm giữ không thiếu nghiệp vụ năng lực trong đó liền bao hàng triệu hoán phụ cận vị diện ý chí cái này cũng là vì thuận tiện trồng cây cướp đoạt tinh hồn lúc không bị vị diện ý chí quấy rầy vượt lên trước đem hắn triệu hoán đi ra giam cầm Hoàng vu chi địa cùng long giới cũng là lạc nhiên còn lại dùng loại phương thức này triệu hồi ra vị diện ý chí mở lạc nhiên còn lại khẽ kêu một tiếng màu đỏ chính câu ngọc yêu đồng tử bộc phát ra hạo đảng chi khí mặt đẹp của nàng gân xanh hiển lộ nhưng mà vị diện ý chí lại chậm chạp không có ngưng kết a à. lạc nhiên còn lại cảm giác sâu sắc nghi hoặc chẳng lẽ là vị diện ý chí gần nhất bị hủy đang nói mắt đỏ bàn bạc cảm giác lực bao phủ toàn bộ vị diện nàng trong nháy mắt bắt được vị diện ý chí khí tức ngay tại cách nhau ngoài vạn dặm ngoại trừ vị diện ý chí lạc nhiên dư hoàng cảm ứng được ba tên quần tinh tiên tộc chính ở đằng kia trong đó có hai vị là hạ vị thứ thần, một vị dẫn đầu trung vị thứ thần. chắc hẳn chính là bọn hắn cầm giữ u minh ý chí, đang tại đề ra nghi vấn thứ gì. cũng may chính câu ngọc trinh gian cảm giác phạm vi bao trùm cực lớn, giống u minh loại này thứ cấp vị diện, quét mắt một vòng liền có thể thấy rõ một bộ phận. lão tỷ, có phát hiện cái gì không? chú ý tới lạc nghiêng còn lại sắc mặt thay đổi bất ngờ, lạc vũ hiếu kỳ nói. lạc Nghiên còn lại khẽ gật đầu, lập tức sẽ thấy hết thảy toàn bộ đỡ ra. nghe vậy. Lạc Vũ hơi cả kinh, chắc chắn là quần tinh tiên tộc chú ý tới người giám thị vẫn lạc. Còn tốt Lam Tinh cùng nước bạn đều dọn đi. Bọn hắn trong thời gian ngắn là không tìm được, cho nên chỉ có thể tới hỏi chỉ còn lại U Minh, đã xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy, hắn lại phân tích đạo, đối phương có trung vị thứ thần, ta lại thể lực chống đỡ hết nổi. Lý do an toàn, hay là đem Alice cùng Lị Lị An cũng gọi tới trợ giúp A. Các nàng cũng đã thành thần, tính cả các nàng chúng ta ưu thế rất lớn. Nghe vậy, Lạc Nhiên còn lại sắc mặt lạnh lẽo, Bất quá là một cái trung vị thứ thần, có cần thiết huy động nhân lực như vậy. Ngươi cứ như vậy xem thường tỷ tỷ, để cho ta phải bắt hắn lại, hỏi cho rõ. Nói đi, nàng hướng Lạc Vũ ném lấy trưng cầu đồng ý ánh mắt. Nói chuyện hoành về hoành, nàng vẫn là tán thành Lạc Vũ chủ nhân thân phận. Tốt lắm, ta cũng tới nhìn một chút lão tỷ thực lực của ngươi. Lạc Vũ gặp nàng tự tin như vậy, tại chỗ đồng ý cái này một cử động mạo hiểm. Chúng ta đi. Lạc Nghiên còn lại âm thanh lạnh lùng nói lập tức một đạo đen như mực chi môn mở ra tại người trong lòng trước mặt nàng lần này cần phải thật tốt biểu hiện để cho tiểu vũ biết hắn nuôi những nữ sinh kia đánh lên toàn bộ cũng không sánh bằng chính mình một đầu ngón tay một bên khác một tôn từ mấy vạn khô lâu tạo thành cực lớn đầu lâu bị lục đạo chi lực giam cầm không gian xung quanh hiện lên từng cơn sóng gợn trước mặt có ba tên quần tinh tiên tộc bạch y tóc trắng bạch mâu hai vị hạ vị thứ thần tiên tộc một đôi bạch mâu tóc trắng không có đặc thù con ngươi dẫn đầu trung vị thứ thần, mắt trái bạch mâu, mắt phải hiện lên thanh sắc trên gen. Ngay tại chính câu ngọc trinh gen nhìn trộn đến bọn hắn lúc, thanh đồng tử thứ thần cũng phát giác không thích hợp. Không tốt. Có người tự hồ là đang chỗ tối, thấy rõ chúng ta. Có thế có như thế xem như, xem ra đối phương cũng là thứ thần cảnh. Một cái hạ vị thứ thần ngạo nghễ nói, cái này hoang giao giả lĩnh, ai dám động đến chúng ta tinh tiên tộc. Ta đi đem nàng bắt giữ. Quần tinh tiên tộc chủng tộc ưu thế, để cho hắn tại đối mặt ngang cấp đối thủ lúc, cũng có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Bởi vậy, cho dù nghe được đối phương là thứ thần chi cảnh, ba vị quần tinh tiên tộc cũng không có quá nhiều để ý. Chương 716, nhà ta tỷ tỷ siêu hung mãnh. Vừa vặn hỏi một chút đối phương, nơi này vị diện khác, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh đồng thứ thần khẽ gật đầu. Đang khi nói chuyện, đen kịt một màu chi môn hiện lên. Lạc nhiên còn lại cùng lạc vũ lần lượt từ trong bay ra, đạm nhiên đứng ở bên trên bầu trời. Chính câu ngọc. Ngươi là nguyệt chi mẫu thần ngươi không phải sớm đã bị dòng dõi giết sao? Làm sao lại? Thanh đồng thứ thần kiêu căng sắc mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mặc dù vốn là thật trắng. Hiểu ngược lại là thật rõ, ngươi tất nhiên hiếu kỳ, vậy thì thật là tốt lưu lại, ta nói với ngươi cái minh bạch. Lạc nhiên dư lãnh mâu bên trong một mảnh vẻ đạm mạc. Rút lui. Mau bỏ đi. Thanh đồng thứ thần một bên hô to, một bên hốt hoảng điều động thời không chi lực thoát đi. Sau lưng hai tên hạ vị thứ thần nhìn thấy hắn phản ứng như thế, cũng lập tức biết lần này xem như gặp đối thủ. Cho nên bọn họ cũng lập tức thoát đi. Trong lúc nhất thời, ba thần quanh thân đồng thời hiện lên gợn sóng không gian. Lạc nhiên còn lại cười lạnh liên tục, ở trước mặt ta, các ngươi trốn được sao? Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể nàng xương cốt theo lục đạo chi lực hiện lên thay đổi. Tả hữu trong ngọc trưởng sinh ra một cây cốt thứ, đồng thời hai tay bên cạnh phân biệt hiện lên một đạo khá nhỏ đen như mực chi môn. Lạc nhiên còn lại hời hợt, đem cốt thứ đâm vào hoàng tuyền Hirasa. Cùng trong lúc nhất thời, hai tên hạ vị thứ thần sau lưng cũng xuất hiện đen kịt một màu. Cốt thứ lại từ trong đen như mực pixel xuất hiện, trong nháy mắt đâm vào hai vị bạch y tiên tộc lồng ngực. Sau một khắc, bạch y tiên tộc miệng vết thương, cùng nhau sụp đổ, màu da khoảnh khắc tựa như bụi đất. Rất nhanh sụp đổ phạm vi trải rộng toàn thân, đường đường hạ vị thứ thần, rất nhanh liền theo cùng vết cho cốt hóa thành bụi trần. Thu được tờ Suki truyền thừa mảnh vụn. Lạc Vũ cùng hỉ, vốn là muốn cho Long Bảo tìm vị diện khế ước. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn một bên khác thanh đồng thứ thần nhìn thấy thủ hạ bị gọn gàng giải quyết sắc mặt sợ hãi tới cực điểm chiến đấu này ba động ngươi đã khôi phục lại trung vị thứ thần chi cảnh hắn biết rõ cùng là trung vị thứ thần đối mặt vị này ngày xưa tiên tộc thành viên nòng cốt chính mình không có chút nào phần thắng thanh đồng lưu chuyển vô tận đồng lực thanh sắc truyền tống vòng xoáy hiện lên thanh đồng thứ thần một mặt hải nhiên một chân bước vào truyền tống trong vòng xoáy hắn chỉ muốn nhanh lên đem việc này bẩm báo cấp trên giờ khắc này đầu hắn cũng không dám trở về liền nghe được hừ lạnh một tiếng ở trước mặt ta muốn chạy trốn sau một khắc lạc nghiêng còn lại chỗ mi tâm mắt dọc ngưng lại vòng xoáy màu xanh bên trong ẩn chứa không gian phát tắc trong khoảnh khắc bị sang bằng vòng xoáy màu xanh trong nháy mắt tiêu thất thanh đồng thứ thần như cũ dừng lại ở tại chỗ vì cái gì hắn ngây người đạo không gian của các ngươi thần kỹ nguyên lý bên trong ta đều đều ở trong lòng bàn tay hoàng tuyền hirasa luyện độ dẫn đầu tình huống phía dưới tùy ý liền có thể đem phá giải Lạc nghiên còn lại ngạo nghễ vung lên khuôn mặt, mi tâm mắt đỏ nghiêng trộm liếc Lạc Vũ. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy tỷ tỷ anh tư sao? Còn cần đến dưỡng những nữ nhân khác sao? Sùng Bái a, Mê Luyến a, về sau vũ trụ trí tuệ toàn bộ ban thưởng cho tỷ tỷ được. Chớ xem thường ta. Thanh đồng thứ thần đối trước mắt nữ thần sợ hãi đến cực hạn, ngược lại không sợ hãi lớn tiếng hô. Một bên Lạc Vũ thấy sửng sốt một chút. Đến tục cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Lúc này thanh đồng bên trong lục đạo chi lực lại lần nữa lưu chuyển muốn phản kháng sao lạc nghiên dư thần sắc hờ hững tiện tay vung lên thiên chi ngự bên trong ba người địa điểm trong nháy mắt liền truyền đến mặt khác một chỗ hoang vu chi địa không giống với u minh nơi này mặt đất tất cả đều là nhô ra tam giác hình thoi nhìn qua nguyên tắc lạc vũ một mắt liền nhận ra đây là thiên chi ngự bên trong siêu trọng lực không gian đi tới nơi này lạc vũ rõ ràng cảm thấy trọng lực bạo tăng cho dù là bước vào thứ thần chi cảnh cũng rất cảm thấy áp lực. Càng đến gần lão tỷ, trọng lực cũng liền càng nhẹ. Này liền kỳ quái, trong nguyên tắc rõ ràng Kaguya lão bà cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chẳng lẽ bây giờ lão tỷ đã siêu việt Kaguya? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Lạc Vũ vẫn là bất đắc dĩ, kề sát một bên trang bức lão tỷ. Chỉ thấy Lạc nghiêng còn lại một mặt thỏa mãn. Cái gọi là cách mình càng gần, trọng lực càng nhẹ, chẳng qua là nàng điều khiển Lạc Vũ quanh thân trọng lực, mang cho Lạc Vũ ảo giác. Vì phải chính là để cho tiểu gia hỏa chủ động dán dán lão tỷ có thể điều khiển nơi này trọng lực sao? Lạc Vũ nghi ngờ nói. Lạc nghiên dư hội tâm nở nụ cười, cái gì đều không thể gạt được ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Đây chính là đại thành cấp thiên chi ngự bên trong, đã có thể giảm bớt một phần khu vực trọng lực. Nếu như ngươi đúc nhiều đúc ta tri thức, tiếp tục đề cao thiên chi ngự bên trong luyện độ, hoàn toàn điều khiển nơi này trọng lực. Đem trọng lực tập trung lại nghiền nát phạm vi nhỏ mục tiêu, cũng không phải không có khả năng. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, quả nhiên là luyện độ quan hệ. Lúc này, thanh đồng thứ thần đã bị trọng lực áp chế gắt gao lấy, không thể không bảo trì một chân quỳ xuống tư thế. Lạc nghiên còn lại mắt đỏ trừng một cái, thanh đồng thứ thần lập tức đầu rạp xuống đất. Trục trịch thanh sắc trên gen, cũng bị chính câu ngọc trinh gen bàn bạc đồng lực, áp chế gắt gao có phải hay không sử dụng. Bây giờ, thanh đồng thứ thần toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng nguyệt chi mẫu thần trên lệch. Cùng là trung vị thứ thần, chính mình thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Khó trách trước kia vì bắt nguyệt chi mẫu thần, cần phái ra bốn vị trấn thủ thái sơ tiên tổ. Chậm đã. Tiên tổ đại nhân, ta. Cầu xin tha thứ còn chưa nói ra miệng, lạc nghiên còn lại đã đi tới bên cạnh hắn, một tay đặt tại trong đầu của hắn. Thanh đồng thứ thần số lớn ký ức, tại lạc nghiên còn lại trong đầu thoáng qua. Có cái gì tin tức trọng yếu sao? Lạc vũ hiếu kỳ hỏi. Lạc nghiên còn lại khẽ lắc đầu, chỉ là người giám thị cùng quần tinh tiên tộc mất liên lạc, cho nên phía trên phái tới mấy người kia điều tra. Lạc vũ nở nụ cười, thật đúng là hồ lô qua cứu gia gia nếu như lão tỷ ngươi không có tỉnh lại một cái trung vị thứ thần thật đúng là cần chúng ta đem hết toàn lực ứng đối nhưng mà ngươi thật sự là lợi hại đối phương liền đánh trả đều không làm được nghe được lạc vũ khích lệ lạc nghiên còn lại mặt ngoài ra vẻ đạm nhiên thực tế trong lòng hưu con sông loạn bây giờ tiểu gia hỏa hẳn phải biết tỷ hắn là ưu tú bao nhiêu nữ nhân a à? biết nên chủ dưỡng người nào a à? dù sao ta đã từng là bọn hắn một thành viên trong đó đối với mấy cái này gia hỏa thủ đoạn quá quen thuộc Lạc Nhiên còn lại thản nhiên nói. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía Lạc Vũ, gia hỏa này làm như thế nào xử trí? Lạc Vũ nói, giết a. À. Như vậy hắn liền lại có thể thu hoạch một mảnh Tatsuki mảnh vụn. Tốt lắm, nghe lời ngươi. Lạc Nhiên còn lại gật đầu một cái, cùng giết cho cốt đâm vào thanh đồng lần thần thể bên trong. Trong khoảnh khắc, tái nhật tiên nhân thân thế hóa thành tro tàn. Thu được Tatsuki truyền thừa lớn mảnh vụn một. Thần mẹ nó lớn mảnh vụn. Lạc Vũ bất lực chửi bậy. Hấp thu mới đến sổ sách ba cái mảnh vụn, Lạc Vũ nội thiên địa mầm cây nhỏ, trong nháy mắt trưởng thành lên thành một gốc tiểu thụ. Mặc dù mô bản không có thăng cấp, nhưng mà Lạc Vũ cảm giác khoảng cách thăng cấp rất nhanh. Hơn nữa vũ trụ gợi ý đã tăng lên tới LV2. Đoán chừng đề thăng kỹ năng luyện độ hiệu suất, có thể tăng thêm không thiếu. Nhìn thông linh thú nhóm, ai còn dám nói hắn không được. Đem Long bảo Lạc đến đây đi. Để cho nàng đem U Minh ý chí khế ước trở lại u minh sau lạc vũ nhìn về phía một bên còn tại bị giam cầm u minh ý chí u minh ý chí hỏi qua ý kiến của hắn sao chương 717, trăm mười đoạt tinh giả lạc vũ lạc khuynh dư thuận tay giải trừ u minh ý chí gò bó u minh ý chí cảm nhận được đối phương thiện ý lại liên tưởng đến bên cạnh vị này lạnh lùng đại tỷ trong nháy mắt miễu sát hai viên hạ vị thứ thần thuận tay phá giải trung vị thứ thần truyền tống liền chạy trốn cũng không được tiếp lấy liền lôi kéo trung vị thứ thần đến những không gian khác chưa được vài phút liền giải quyết đối phương. Nếu là nàng muốn đối với U Minh bất lợi, chính mình chạy không được đi. Dứt khoát U Minh ý chí hỏi, đa tạ hai vị cứu giúp, xin hỏi hai vị là. Lạc Vũ một mặt ôn hòa, chúng ta là người Lam Tinh, quần tinh tiên tộc địch nhân, áp bách ngươi cửu U Đế quân chính là ta thủ hạ giết. Nhìn thấy ngươi lại bị bọn hắn bắt được, thế là liền thuận tay cứu được ngươi. U Minh ý chí vui mừng, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi lại là đến từ Lam Tinh. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Lạc Nghiên còn lại, vị đại tỷ này ngược lại là cùng quần tinh tiên tộc rất giống. Lạc nghiên còn lại, đại tỷ. Cái này tiểu vị diện là không muốn tốt. Nhìn thấy lão tỷ sắc mặt không đúng, lạc vũ liền vội vàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng không nên vọng động. Nàng chính là mưu phản quần tinh tiên tộc cao tầng, về sau thoát đi đến Lam Tinh. Nghe vậy, U Minh ý chí bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách vị kia thanh đồng thứ thần, nói nàng là cái gì nguyệt chi mẫu thần. Nhân vật này hắn cũng nghe cửu U Đế quân nói thầm qua, Vừa rồi đám kia quần tinh tiên tộc tóm nó, cũng là vì hỏi ra những tin tức này. Lại nói bây giờ người Lam tinh mạnh như vậy sao? Thủ hạ của thiếu niên này đều có thể giết chết chính U Đế quân. Hẳn không phải là đơn sát a. À. Không nói trước cái này, chúng ta cứu được ngươi cũng không trắng cứu. Lạc Vũ thẳng vào chủ đề, nhà ta thông linh thú vừa vặn cần khế ước vị diện, cho nên chọn trúng ngươi. Lúc này mới vừa vặn đụng tới ngươi bị quần tinh tiên tộc bắt được. U Minh ý chí bất đắc dĩ nói, ngược lại ta bị đám kia quần tinh tiên tộc chơi đùa đã sớm ngã ngửa. Cũng không được chọn lấy, có thế mượn cơ hội báo ân cũng không tệ. Nó cảm thấy có thế vừa ý chính mình cái này xa đọa vị diện bán thần, đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Ngươi đồng ý liền tốt. Rất nhanh, Lạc Nhiên còn lại mở ra một đạo hắc môn, đem trốn ở trong chăn tự bế tiểu long túi kéo ra ngoài. Long bảo, có thể thành hay không thần thì nhìn nó. Cảm nhận được tiểu tiên long thể bên trong tản ra một chút khí tức quen thuộc, hu Minh ý chí kinh ngạc nói, nàng cái này là cùng vị diện khác khế ước qua, hơn nữa không chỉ một, vì cái gì không có thành thần. Lạc Vũ lập tức đem tiểu long túi tình huống nói ra. Nghe U Minh ý chí nào nào, cái sáng thế bán thần phân thân. Vốn là chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, nó là trăm phần trăm không tin. Nhưng mà những cái kia vị diện khế ước khí tức không giống như là giả. Lại nói, nhân gia phía trước quần tinh tiên tộc cao tầng ngay tại bên cạnh, còn có cái gì so đây càng thái quá. Ký ta ký ta. Tính cả nó, tiểu tiên long cũng liền khế ước bốn cái vị diện vận khí tốt thậm chí có thể phân đến hai cái sáng thế thủ hộ thần. Kể từ U Minh ý chí sinh ra đến nay, chưa từng làm qua đẹp như vậy mộng. Lại càng không cần phải nói, còn có bây giờ rất biết đánh nhau Lam Tinh, cùng với phía trước quần tinh tiên tộc cao tầng chỗ dựa. U Minh từ hôm nay bay lên. Nửa giờ sau, Tiểu Long túi khế ước U Minh, cuối cùng chạm đến thứ thần bình cảnh. Khác tà Long nữ cũng nhao nhao có cảm giác. Nhưng mà nàng trùng kích thần cảnh thế, bị bình cảnh cản lại. U Minh ý chí lệ mục, vốn cho rằng có hai cái sáng thế thủ hộ thần lấy lại. Kết quả là bán thần. Tiểu Long túi rũ cục lấy đầu, đều tại ta quá yếu, khế ước bốn cái vị diện đều không thành thần. Lạc nhiên còn lại nhẹ giọng trấn an, đều tại ngươi cha nhường ngươi dung nhiều như vậy nữ sinh. Tiếp lấy, nàng u oán liếc qua Lạc Vũ, kết quả chung vào một chỗ đều không ta mạnh, còn muốn cùng ta cướp tài nguyên. Làm bình hoa cũng không bằng ta. Lạc Vũ khóe miệng giật một cái, tuế nguyệt sách sử đúng không? Cái này rõ ràng là Long Bảo chính mình tìm đến. Xem ra chỉ có ở bên ngoài vũ trụ, tùy tiện tìm vô chủ vị diện khế ước. Lạc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, đúng, lão tỷ ngươi mới vừa nhìn cái kia thanh đồng thứ thần ký ức. Hắn có phải hay không khế ước vị diện? Lạc Nghiên còn lại sững sờ, lập tức phản ứng lại, không tệ, hắn tại trong tộc vẫn là rất bị nhìn trúng. Cho nên khế ước một cái rất mạnh thứ cấp vị diện, vẫn có tinh hồn loại kia. Vị diện cùng thủ hộ thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng thành tựu. Nghe vậy Lạc Vũ một mặt cười xấu xa, vậy cái này vị diện chính là mục tiêu kế tiếp. Kế tiếp, Lạc Nghiên còn lại hiệp trợ U Minh di chuyển đến Lam Tinh phụ cận. Lập tức đám người cáo biệt U Minh, trở lại thần uy không gian. Lạc Nghiên còn lại về nhà, thì trở thành thỏ con chích chích, cùng bọn tỷ muội đi thổi bức, chính mình một ánh mắt miễu sát trung vị thứ thần. Toàn trường một mảnh ca ngợi chi từ. Nguyệt thần đại nhân ngưu bức. Khó trách ngài là chủ mẫu. Lạc tỷ, ngươi là thần tượng của ta. Mụ mụ giỏi nhất. Tại trong từng tiếng ca ngợi, thỏ con chích chích bản thân bị lạc lối. Một bên khác, Lạc Vũ liên hệ Lam Tinh nghị hội, thông báo cho bọn hắn Lam Tinh mới cương thổ lại tăng thêm một mảng lớn. Giả lập phòng họp, một đám Lam Tinh nghị hội hạch tâm nghị viên, nghe Lạc Vũ giảng thuật, sắc mặt nhau nhau khiếp sợ không thôi. Các hội trưởng nghe một hồi kinh ngạc. Ngươi lại kéo tới một cái vị diện. Kể từ Lạc Vũ bước vào thần cảnh sau, liền càng thả bản thân, đem hắn nhận biết đại bộ phận vị diện, toàn bộ đều đem đến Lam Tinh phụ cận dự định để cho bọn hắn nhập vào Lam Tinh. Rất giống có sưu tập đam mê cự long, bất đồng chính là Lạc Vũ thu thập là vị diện. Không tệ, chính là cửu u đế quân nắm trong tay U Minh. Bất quá U Minh không thích hợp nhân loại, thậm chí là sinh vật cư trú. Lam Tinh nghị hội sơ bộ quyết định, đem U Minh khai phát vì Lam Tinh chiến đấu nghề nghiệp thí luyện chi địa. Bị uế thổ chuyển sinh các cường giả về hưu, cũng có thể sinh hoạt tại U Minh hưởng thụ thanh tịnh về hưu sinh hoạt. Ngược lại Lam Tinh nghị hội bên trên, chính tầng thành viên cũng là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Bọn hắn liên danh thỉnh cầu tiểu long túi, khai phát nhượng lại uế thổ chuyển sinh thể tu luyện phương thức. Việc này vừa vặn có thể thỉnh giáo U Minh ý chí. Tại bên kia U Minh, chúng ta tao ngộ đến đây điều tra quần tinh tiên tộc, hai cái hạ vị thứ thần, một cái trung vị thứ thần. Đột nhiên, Lạc Vũ lời nói xoay chuyển. Giả lập phòng họp đám người, nhao nhao sắc mặt ngưng trọng. Quần tinh tiên tộc mang cho bọn hắn sợ hãi ký ức vẫn còn mới mẻ lần này càng là xuất hiện thực lực ở xa bốn thần phía trên trung vị thứ thần để cho bọn hắn không thể coi thường các ngươi an toàn trốn về đến không có bị thương chứ các hội trưởng quan tâm nói mặc dù lạc vũ thực lực đã tới thần cảnh trong mắt hắn cũng vẫn là cái cần quan tâm hậu bối lạc vũ nội tâm ấm áp không có việc gì lão nguyệt thần đại nhân rất tùy ý liền miểu sát bọn hắn nói đi hắn đưa điện thoại di động tự động ghi chép chiến đấu thu hình lại lấy ra chiếu lại mắt thấy toàn bộ quá trình Lam Tinh Nghị hội toàn trường mắt trợn tròn. Thì ra Nguyệt Thần Đại Nhân sau khi tỉnh dậy, đã trở nên mạnh như vậy. Vốn cho rằng Trung Vị Thứ Thần sẽ rất có cảm giác ác bách. Kết quả, toàn trình đều tại bị treo lên đánh. Vốn cho rằng là Lạc Vũ chạy trốn, kết quả đối phương liền chạy trốn đều không làm được. Được A Lạc Vũ, ngươi chừng nào thì đem Nguyệt Thần Đại Nhân nuôi mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng vẫn chỉ là bán thần đâu, cho nên không có tham gia Lam Tinh Sinh tử chiến. Thần Tất chăn nuôi viên, Nguyệt Thần, cái này bồi dưỡng ra được nguyệt thần có thế kém đi. Chương 718, Huyền cơ đại lục. Nhìn xem Lạc Nghiên dư áp chế thanh đồng thứ thần thu hình lại, làm Tinh Nghị hội kinh tháng không thôi. Nguyệt thần đại nhân đây coi như là trở lại đỉnh phong sao? Các hội trưởng nghi ngờ nói. Lạc Phủ miễn cười, ta hỏi qua lão tỷ, nàng nói mình khởi bộ chủ thần cấp. Bây giờ chỉ là trung vị thứ thần, còn không tính cái gì. Nghe vậy, đám người lại là cả kinh. Nguyệt thần đại nhân bây giờ trung vị thứ thần, đều có thể lợi hại như thế, nếu như trở lại chủ thần cảnh, Lam Tinh tiền đồ vô lượng A. À. Lạc Vũ nói, đúng, ngoại trừ U Minh muốn nhập vào Lam Tinh, chúng ta tại thanh đồng thứ thần trong đầu đọc đến ký ức. Phát hiện hắn còn khế ước cái huyền cơ đại lục, vừa vặn Long Bảo còn thiếu một cái vị diện khế ước, liền có thể đột phá thần cảnh. Ta dự định đem huyền cơ đại lục cũng vào Lam Tinh. Long Bảo đột phá đến thứ thần sau, nàng phân thân cũng sẽ cùng nhau trở thành thứ thần. Đến lúc đó, Lam Tinh liền có rất nhiều lần thần trấn thủ nghe vậy lam tinh nghị viên của quốc hội nhao nhao tắt lưỡi bọn hắn tin tưởng cái kia tiểu long nữ có bao nhiêu phân thân nếu như các nàng đều bước vào thứ thần cảnh cảm giác lam tinh tương trở thành trong vũ trụ một cổ không thể kinh thường thế lực tối làm cho người cảm thấy hâm mộ là những thứ này phân thân cũng là lạc vũ bồi dưỡng ra được một người có được hơn 10 con thần cấp thông linh thú không biết còn tưởng rằng lam tinh là cái chủ thần vị diện vị diện đẳng cấp tấn thăng chí chủ thần cấp liền sẽ giảm xuống bước vào thứ thần cảnh độ khó liền xem như tại chủ thần vị diện một người nắm giữ nhiều như vậy thứ thần thông linh thú cũng rất thái quá thần cấp ngự thú sư đều không thái quá như vậy kim triều bán thần cười khổ nói khế ước huyền cơ đại lục trước hết thu tay lại a à. bằng không nhiều vị diện như vậy chúng ta đều quản lý không tới các lam tinh nghị hội thành viên cũng là một mặt bất đắc dĩ cảm giác lạc vũ mới là đoạt tin giả khắp nơi thu thập vị diện ta minh bạch lạc vũ gật đầu nói sau này lam tinh nghị hội bắt đầu thương thảo nên như thế nào đầy đủ lợi dụng vị trí mới. Lạc Vũ liền không tham dự những thứ này phức tạp thảo luận. Hắn tắt ra giả lập hội nghị sau, đi tới thông linh thú tụ tập chỗ. Đại gia đừng hàng huyên, huyền cơ đại lục đi một chuyến A. Lạc Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Thông linh thú nhóm nhìn nhau nở nụ cười, nhiều như vậy sáng thế thứ thần cùng sáng thế bán thần quân lâm huyền cơ đại lục. Còn không phải đem nhân gia vị diện ý chí dọa cho hỏng. Rất nhanh. Lạc Vũ cùng cả nhà thông linh thú, thông qua hoàng tuyền Hirasa tới đánh huyền cơ đại lục. Ở đây sinh cơ bừng bừng, linh vận dồi dào, một bộ thế giới huyền huyễn bộ dáng. Lúc này, huyền cơ ý chí đang buồn rầu, vì Hà Thanh Đồng tử thứ thần khế ước giải trừ lúc. Bốn đạo kinh cũng thứ thần khí tức, buông xuống đến nước này. Trong đó cái kia nhìn như người vật vô hại thỏ con chích chích, thực lực càng là ở xa Thanh Đồng thứ thần phía trên. Ngay tại huyền cơ ý chí sợ, nghĩ tránh đầu gió lúc. Thỏ con chích chích trong nháy mắt bắt được khí tức của hắn, xuất lĩnh cả một nhà truyền tống trở về đây là một chỗ phong cách xưa cũ bái tướng đài, chung quanh tiên vụ tràn ngập, vị trí trung ương một cái tiên khí lung lay bạch hạt đứng vững vàng. Ngươi chính là huyền cơ đại lục vị diện ý chí. Lạc vũ cao giọng nói. Cảm nhận được đối phương có thể giống như thanh đồng thứ thần, bắt được vị trí của nó. Bạch hạt nội tâm chấn động. Kế ước nó thanh đồng thứ thần, dù sao cũng là trong tộc một kẻ thiên tài. Nó tự nhiên đối với quần tinh tiên tộc tóm lược tiểu sử có tai ngửi. Chẳng lẽ là thanh đồng thứ thần bị giết, quần tinh tiên tộc phái người đến đây tiếp nhận không biết các vị thượng tiên tới đây chuyện gì? Bạch Hạc ra vẻ đạm nhiên hỏi. Lạc Vũ một mặt an phận, là như thế này, khế ước ngươi thanh đồng thứ thần đã bị chúng ta tru sát. Bởi vậy, chúng ta đặc biệt tới đón mảnh này vị diện. Còn xin ngươi phối hợp. Tiếng nói rơi xuống, đông đảo thông linh thú phối hợp gật gật đầu. Nghe vậy, Bạch Hạc kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cảm giác được thiếu niên này cùng trong ngực hắn thỏ con chích chích, khí tức cùng quần tinh tiên tộc tương tự như vậy, còn tưởng rằng là phía trên phái tới tiếp mâm. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn lại là địch nhân. Huyền cơ đại lục đi theo quần tinh tiên tộc trải qua vẫn rất tiêu sái. Bởi vì thanh đồng thứ thần tại trong tộc có chút địa vị, cho nên huyền cơ đại lục có thế phân không thiếu tài nguyên. Chỉ cần đi theo thanh đồng thứ thần hỗn, tương lai nhất định đem vinh dự trở thành chủ thần vị diện. Kết quả cư nhiên bị bọn gia hỏa này làm rối. Bạch Hạc ngữ trọng tâm trường nói, ta thủ hộ thần tại trong quần tinh tiên tộc, vẫn còn có chút phía sau đài. Giết hắn, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Đừng nghĩ kế ước ta, mau tránh đứng lên đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn biết rất rõ, quần tinh tiên tộc kinh khủng a. À. Lạc Vũ mỉm cười, nói như vậy ngươi là không đồng ý. Nói xong, Alice cùng thỏ con chích chích, lị lị an nhau nhau lộ ra hung ác trên gen, cùng nhau trừng bạch hạt. Mấy đạo khí thế bàn bạc, trong nháy mắt ép tới bạch hạt thở không nổi. Bạch hạt ngạc nhiên nói, các ngươi nếu là quần tinh tiên tộc địch nhân, làm sao lại nắm giữ trên gen? Hơn nữa nhìn phẩm cấp còn không thấp lạc vũ bức bách đạo ngươi liền nói có đồng ý hay không a à. nói xong hắn lấy ra ba cái đựng đầy tinh tủy thủy hồ lô ngửi được tư vị trong đó bạch hạt trong nháy mắt chảy nước miếng tinh tủy thủy ngươi lại có nhiều như vậy lạc vũ khóe miệng thoáng qua một nụ cười đây coi là cái gì nếu như ngươi đi theo ta cam đoan nhường ngươi uống tinh tủy thủy hát đến no bụng tại một phen uy bức lợi dụ phía dưới bạch hạt không cam lòng gật gật đầu hắn ngược lại không muốn đắc tội quần tinh tiên tộc nhưng mà nếu như không đáp ứng chỉ sợ những cái kia thứ thần liền muốn đem huyền cơ đại lục nhất lên cái úp sấp. Hơn nữa còn có thế lĩnh thứ cấp vị diện yêu nhất tinh tủy thủy, không tính rất thua thiệt. Mắt thấy Bạch Hạc đáp ứng, thỏ con chích chích dùng ra tiên tộc bí thuật, thúc giục nó tại chỗ bắt đầu thần tuyển. Vẫn rất gấp gáp. Bạch Hạc lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức dùng vị diện chi lực, đem huyền cơ đại lục bán thần, toàn bộ đều cưỡng chế triệu hoán đến bái tướng đài. Nhân tộc có vạn yêu vương, bác hoang đạo huyền tổ, kiếm tâm tiên tử, chân vũ hướng quốc chủ thần thú có bảy sắc tiên lộc, thanh phong kỳ lân, hắc thủy long vương, u đốt chu tước. Trung tám tôn bán thần. Đương nhiên huyền cơ đại lục chiến đấu thể hệ, đem bán thần chi cảnh xưng là thần hư cảnh. Những thứ này thần tuyển người cạnh tranh đột nhiên bị truyền tống tới, toàn bộ cũng hơi khẽ giật mình, ngắm nhìn bốn phía. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đem chúng ta truyền tống tới? Vạn yêu vương khó hiểu nói. Các thần tuyển giả cũng nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Là như thế này, gần nhất chúng ta thủ hộ thần bị người giết hại vì để phòng vạn nhất, ta quyết định tuyển ra mới huyền cơ thủ hộ thần. Bạch Hạc giải thích nói. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao sắc mặt thay đổi bất ngờ. Một vị trung vị thứ thần nói không có liền không có. Đây không khỏi cũng quá đột nhiên a. À. Một hồi lo nghĩ sau, thần tuyển giả nhao nhao tường tận xem xét chung quanh người cạnh tranh. Thủ hộ thần vẫn lạc chưa chắc là chuyện xấu. Một cái củ cải một cái hố. Như vậy bọn hắn cũng liền có phi thăng thành thần cơ hội. Nhớ tới nơi này, ánh mắt mọi người ngưng kết tại trên thân đám người lạc vũ. Bọn hắn là. Bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, bọn hắn không cảm giác được lạc vũ thứ bậc thần quanh thân tràn ra ngoài ba động. Ngược lại là những cái kia bán thần cấp thông linh thú, bọn hắn có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Các nàng cũng là tham gia thần chọn kẻ ngoại lai. Like. Bạch Hạc lạnh nhạt nói. Chương 719, phân thân đều mạnh như vậy. Nhiều kẻ ngoại lai like như vậy. Có phải hay không có chút nhiều lắm. Hắc Thủy Long Vương khẽ nhíu mày. Các thần tuyển giả cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Bình thường cái này thần tuyển, kẻ ngoại lai cũng là tới tham gia náo nhiệt, tới soát tồn tại cảm. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Cái này thứ thần tuyển, kẻ ngoại lai nhiều quá rồi đấy. Nếu là thật làm cho kẻ ngoại lai khế ước vị diện, vậy thì lúng túng. Không có, chúng ta bên này liền một cái tham tuyển giả. Lạc Vũ đạm nhiên giải thích nói, lập tức đem tiểu long túi đẩy ra phía ngoài đẩy. Nhìn thấy đối phương vẫn chỉ là đứa bé, tám vị thần tuyển giả cùng nhau nhẹ nhàng thở ra thủ hộ thần vẫn là muốn từ trong bọn hắn tám vị sinh ra tiểu gia hỏa này nhìn thế nào cũng không giống rất mạnh bộ dáng phải biết bọn hắn tám vị thân là huyền cơ đại lục người nổi bật trước giờ không thích cùng tất cả mọi người có đủ loại đủ kiểu ân oán nếu để cho cừu địch cạnh tranh đến thần vị chờ đợi bọn hắn sẽ là vô cùng vô tận trả thù như vậy xin hỏi bạch hạc đại nhân chế độ thi đấu là cái gì kiếm tâm tiên tử đạm nhiên hỏi đừng nhìn nàng rất trẻ trung trên thực tế là huyền cơ đại tông môn kiếm tông tổ sư cái này bạch hạc vừa muốn mở miệng một bên tiểu long túi liền ngạo nghễ nói còn muốn cái gì chế độ thi đấu các ngươi tám cái cùng tiến lên ai có thể tại trên tay của ta kiên trì ai liền xem như giành được thần tuyển nếu là ta đem các ngươi toàn bộ đánh ngã thì huyền cơ khế ước về ta các ngươi thấy thế nào tiếng nói rơi xuống tám vị thần tuyển giả đều chấn động lay không thôi cái này tiểu bất điểm vóc dáng không lớn khẩu khí cũng không nhỏ đánh tám đây là đang chịu chết vẫn là tại xem thường bọn họ. Đừng nói nàng bây giờ chỉ là quan vị thần hư cảnh, cho dù là yếu kém hạ vị thứ thần, đụng tới bọn hắn mấy vị cũng đừng hồng toàn thân trở ra. Tiểu hài tử đừng làm rộn. Bạch hạt bất đắc dĩ nói. Đây chính là mấy vị thượng tiên cho nó ưu tú nhân tuyển. Nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Cũng may những nhân tuyển khác đầy đủ ưu tú, hẳn là không đến mức để cho nàng đoạt được thần vị. Dạng này cũng không đắc tội quần tinh tiên tộc, cũng có thể thu hoạch tinh tủy thủy, cả hai cùng có lợi không chiếu nàng nói làm lạc vũ trầm giọng nói lời này vừa nói ra càng là gây nên ánh mắt của mọi người chưa từng đã nghe qua kỳ quái như vậy yêu cầu đáng giận vậy mà coi thường chúng ta như vậy chúng ta sẽ không khách khí cảm nhận được tự thân lần thứ nhất bị khinh thị tám vị thần tuyển giả tức giận không thôi nếu là đối phương yêu cầu vậy thì chiếu hắn nói làm a à. bạch hạch chỉ cảm thấy đối phương đúng là là cái đại thiện nhân này liền giống như không công tiễn đưa nó tinh tủy thủy không làm rõ ràng được những người này đến cùng là ý đồ gì chẳng lẽ cái này tiểu long nữ thật có thể đánh tám không cái này quá bất hợp lý đã như vậy vậy chúng ta sẽ không khắc ký bác hoang huyền tổ lạnh trên một tiếng lập tức đi tới bái tướng bên bàn duyên tiểu long túi tại bái tướng giữa đài bị tám tên thần hư cảnh cao thủ đoàn đoàn bao vây ngay tại bạch hạt sắp hô lúc bắt đầu các tà long nữ cũng nhao nhao bước vào bái tướng đài đem tiểu long túi vây lại một mực bảo hộ lấy không phải nói các nàng không dự thi sao thanh phong kỳ lân do dự một tiếng các thần tuyển giả cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc đây không phải chơi xấu đi mặc dù tám đối với bảy ưu thế còn tại bọn hắn nhưng mà cái này cùng đã nói xong một đối tám nhưng là kém xa bạch hạc cũng mộng bức không nghĩ minh bạch đối phương là muốn làm gì tiểu long túi kiều hừ một tiếng nói là chỉ có ta có thể dự thi nhưng mà chúng ta thất vị nhất thể đương nhiên muốn tính là một cái danh ngạch lời này vừa nói ra tám thần hư kinh ngạc không thôi còn có loại thao tác này Suy nghĩ, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Bạch Hạc. Bạch Hạc yên lặng cảm ứng đến Tiểu Long túi cùng mặt khác mấy cái long nữ liên hệ, lập tức biến sắc. Cái này quá thần kỳ, các ngươi lại là cùng là một người. Nhận được xác nhận, tám vị thần hư cảnh cao nhân sắc mặt trở nên khó coi. Vốn là tưởng rằng cái này tiểu long nữ quá ý nghĩ hảo huyền, bây giờ xem ra nàng đến có chuẩn bị. Cũng may đối phương tự tin, lựa chọn 7 đánh 8, bọn hắn vẫn có tuyệt đối nhân số ưu thế. Nếu không thì là muốn đánh 7, cái này ai chịu nổi a. À? đã như vậy, như vậy bắt đầu tranh tài. Bạch Hạc nghiêm nghị nói. Đồng thời nội tâm đã có chút dao động. Nếu là thật sự có thể đem cái này tiểu long nữ khế ước, huyền cơ tương đương với có bảy vị thủ hộ thần. Cái này có thể so sánh tiền nhậm trung vị thứ thần mạnh hơn nhiều. Về sau xem ai còn dám chọc. Bất quá, long nữ nhóm vẫn có nhân số thế yếu, thắng bại cũng còn chưa biết. Cùng lúc đó, nghe được Bạch Hạc tuyên bố bắt đầu tranh tài, tám vị thần hư cảnh cao nhân cùng nhau dùng ra tối cường linh kỹ những tồn tại này hơn ngàn năm lão quái vật quả nhiên lợi hại, có chút thậm chí còn học xong thần kỹ. Trong lúc nhất thời, đất trung núi chuyển, phong vân biến ảo. Nhiều màu thần quang phô thiên cái địa, cuốn tới. Đối mặt thế tới hung hăng liên hợp thế công, tiểu long yếm sừng hơi hơi dương lên. Tà thiên viêm vương long hóa thành bản tôn, một ngụm đen như mực long tức phun ra đi qua. Cái này diệu, thiên chiếu bản chính là thượng vị thần kỹ, có vĩnh thế bất diệt, thiêu tẩn vạn vật phát tắc. Lại thêm tiểu long túi khế ước bốn cái vị diện, vị diện chi lực mang tới đề thăng gánh vác đến mỗi một cái phân thân thể nội bây giờ tà thiên viên vương long đã là bán thần đỉnh phong khoảng cách thứ thần chỉ kém một chân bước vào cửa nàng nói thả ra thần kỹ tự nhiên không thể so sánh nổi tám vị thần hư cao thủ liên hợp đánh ra thế công rất nhẹ nhàng liền bị thiên chiếu đốt hết liền một vùng không gian đều bị đốt thủng một cái lỗ thủng nhìn thấy một màn kinh người như thế thần tuyển giả nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ xác định đây là phân thân lấy nhất long chi lực lực phá tất cả chúng ta. Việc này nếu là truyền đi, ta có gì mặt mũi đi gặp tông môn? Chênh lệch thật sự có lớn như thế sao? Cái này tiểu long nữ kết quả thế nào mạnh như vậy? Bạch hạt sắc mặt căng thẳng, nội tâm lại mừng rỡ không thôi. Chỉ là phân thân đều có mạnh như vậy, trở thành thủ hộ thần sau, còn không phải cùng nó cùng một chỗ cạc cạc loạn giết. Nữ nhi ngoan, cố lên. Thỏ con chít chít tiếng nổ đạo. Lạc vũ một mặt vui mừng, nhà mình áo bông nhỏ cuối cùng nuôi lớn. Nháy mắt sau đó, liễu tâm liên đỉnh đầu hiện lên băng quang ở giữa trên gian chậm rãi mở ra đông đảo thần tuyển giả rõ ràng cảm thấy hành động của đối phương biến nhanh rất nhiều thời gian phát tắc mọi người sắc mặt biến đổi tiểu long nữ phân thân lại còn có thế nắm giữ bá đạo như vậy thời gian phát tắc cái này còn đánh cái chù y một bên khác đêm ajanimi hóa thành một đạo màu tím lôi đình trong đám người một phen xuyên thẳng qua tám vị thần tuyển giả trong nháy mắt bị trọng thương miệng phun máu tươi bất lực tê liệt ngã xuống tại mặt đất bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, đạo này lôi ảnh là lưu lại đường sống. Bằng không trong nháy mắt, tám vị thần tuyển giả ngực liền sẽ bị xuyên thủng. Quá mạnh mẽ, về sau ngài chính là chúng ta thủ hộ thần. Kiếm tâm tiên tử nhanh chóng đứng dậy, hơi hơi hành lễ. Những thứ này phân thân mỗi cái, đều có thể treo lên đánh bọn hắn tám cái. Dạng này khoảng cách một dạng trên lệch, là nàng tại khai chiến phía trước không ngờ tới. Chúng ta nguyện cúi đầu xưng thần. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy biểu trung tâm. Tiểu Long Túi ngạo khí mà vung lên khuôn mặt, rất cốt, về sau các ngươi bảo ta Long Vương đại nhân liền tốt. Nghe vậy, Hắc thủy Long Vương liên tục cười khổ. Cũng là Long Vương, kém như vậy cách so với người cùng cẩu còn lớn. Chương 720, Chư thần hội tụ chi địa. Tiểu Long Túi không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng Bạch Hạc ký kết khế ước. Mà Bạch Hạc cũng từ mới vừa bắt đầu không tình nguyện, biến thành nội tâm cuồng hỷ. Cùng Tiểu Long Túi ký kết khế ước, chẳng khác nào tác dụng bảy vị sáng thế thứ thần cái này mặt bài cũng liền một chút chủ thần vị diện có. Đông đảo Minh Văn tràn vào tiểu long túi thể nội, nàng và khắc vân thân nhau nhau đột phá khi đến vị thứ thần. Quả nhiên, tiện thể cái này phân thân cũng đột phá. Bạch hạt cuồng hỉ. Trừ cái đó ra, đông đảo tà long phân thân trên gen, theo cảnh giới thăng nhập thần cấp mà triệt để mở ra. Lạc vũ vội vàng mở ra số liệu mặt ngoài xem xét. Đầu tiên là bạo liệt ngục vương long, bị bịt mắt bao trùng mắt trái, mở khóa tài quyết chi nhãn. Tài quyết chi nhãn lv Một ngự lôi thức phi lôi thần trận lợi dụng tài quyết ấn ký thiết trí một chỗ phi lôi thần lĩnh vực phạm vi bên trong thi thuật giả có thể hóa thành ẩn chứa chế tài pháp tắc thần lôi không nhìn không gian liền di chuyển nhanh chóng đồng thời tạo thành kinh người phá hư lạc vũ âm thầm gật đầu xem ra đây là một cái linh hoạt bột phát kỹ năng có thể tại không bị trang thiệp đồng thời tạo thành phạm vi lớn lôi hệ tổn thương vừa vạn đền bù giả dạ tỷ thanh binh năng lực không đủ tiếp theo là tà thiên viêm long vương đồng thuật ám viêm luân hồi đồng tử lv một đại ám hắc này ngưng kết đại lượng diệu thiên chiếu tạo thành đen như mực thái dương hình thái chiếu rọi đồng thời thiêu đốt thế gian hết thảy thân là diệu thiên chiếu kéo dài kỹ tự nhiên là diệu thiên chiếu luyện hơn cao đại ám hắc này tạo thành phá hư càng mạnh cái này ngược lại không có gì dễ nói diệu thiên chiếu hóa thành thái dương thiêu đốt hết thảy rất nhanh lạc vũ đem ánh mắt đặt ở isa số liệu trên bảng thánh ma trên gen lv 1 vạn ma quy nhất thông qua thánh sạch chi thủy đem thế gian hết thảy hiệu quả tiêu cực hấp thu đồng thời chuyển hóa làm ma suối tối lệnh lạc vũ bất ngờ là liễu tâm liên nàng đã sớm mở ra băng quan trên gen bởi vì thứ thần chi cảnh đột phá càng là thu được băng quan trên gen năng lực mới băng quan trên gen lv 2 thời gian đóng băng tập trung băng sương chi lực thay đổi thời gian phát tắc lệnh hết thảy chung quanh sự vật theo thời gian đóng băng thời gian đóng băng tự nhiên không cần nói nhiều thỏa đáng khống chế thần kỹ. lạc vũ còn tưởng rằng này lại ở phía sau trên gen luyện độ mở khóa không nghĩ tới, như thế siêu mẫu thần kỹ, tại tiểu thành luyện độ liền mở khóa. Về sau cũng không cần liễu tâm liên thâu xuất, theo thời gian đông mở khóa, nàng đã biến thành vô tình đánh khống chế công cụ người. Đánh giá xong thời gian đóng băng, Lạc Vũ đem ánh mắt dời về phía sáng thế tinh thần long mặt ngoài. Nàng ngược lại là không có trinh gen. Hấp thu long hệ bốt lấy được trinh gen, lớn lên tại tiểu long túi bản tôn trên thân. Luyện tinh tú LV1 Đem vô chủ vị diện luyện chế, tạo thành sinh du cu, nhưng làm tinh thần phân thân cơ thể, tăng cường sức chiến đấu. Nhìn thấy luyện sinh du hiệu quả, Lạc Vũ cười. Còn nói hắn là đoạt tinh giả, cái này thần kỹ chính là thu thập tinh thần, tạo thành sinh du vũ trang chính mình. Hiệu quả này mới là chính cống đoạt tinh giả. Tiếp lấy, Lạc Vũ nhìn về phía xem như bích tà ngọc long tiểu từ. Bởi vì không có thu được bốt ban thưởng gia trì, nàng bước vào thứ thần sau cũng không có thu được kỹ năng mới. Cũng may hắn còn giữ thổ hệ cùng phong hệ bốt ban thưởng, tùy thời có thể dùng tại tiểu từ trên thân, tăng cao thực lực mấu chốt nhất vẫn là tiểu long túi bản tôn mặt ngoài. Tên, bác kỳ long cơ, tiểu long túi. Tiềm năng, sang thế chúa tể. Đẳng cấp, hạ vị thứ thần. Năng lực mới, cầu đạo long châu LV-1, tiên long trinh gen LV-2. Cầu đạo long châu tên như ý nghĩa, chính là cầu đạo ngọc biến chủng. Chỉ có tiên long trinh gen người nắm giữ, mới có thể thông qua âm dương độ ngưng luyện ra loại này đặc thù lục đạo ngọc. Quy lực cùng hiệu quả khách quan phổ thông cầu đạo ngọc càng mạnh hơn. Tiên Long Trinh Gen LV 2 cấm ma châu lợi dụng cầu đạo long châu hóa thành lồng giam giam cầm chỉ định mục tiêu hỗn độn long châu đem cầu đạo long châu bên trong lẫn vào tất cả bác kỳ phân thân lực lượng phát tắc cấu thành hỗn độn long châu tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư hỗn độn long châu là nổ tung tổn thương cấm ma châu là khống chế kỹ năng đừng nói phối chiêu vẫn rất hợp lý lạc vũ thỏa mãn gật đầu lúc này đông đảo long nữ nhao nhao hóa thành khổng lồ cự long bản tôn tại trên trời cao du đảng cảm thụ được trên thân thể thực lực đại lượng đề thăng đa tạ, tiểu vũ, nếu không phải là đi theo ngươi, đời ta đều khó có khả năng đến thứ thần cảnh. Đêm Ajanimi mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đây nàng ôm lạc vũ đùi, thật đúng là không tệ. Chỉ cần làm lạc vũ thông linh thú, sớm muộn cất cánh. Tiểu từ cũng là sắc mặt biến hóa, nàng còn cái gì đều không bồi dưỡng, liền được đưa tới thứ thần cảnh. Đơn giản liền giống như nằm mơ giữa ban ngày. Long bảo, nhớ kỹ nhường ngươi vị diện dọn nhà. Để lại một câu nói, lạc vũ liền cùng chúng thông linh thú trước tiên truyền tống về thần uy không gian chỉ để lại tiểu long túi cùng tà long nữ đoàn xử lý hậu sự một tháng trôi qua rất nhanh đông đảo phe bạn vị diện cũng thuận lợi đem đến lam tinh phụ cận bị quần tinh chi lực tạo thành kết giới che giấu tọa độ quần tinh tiên tộc căn bản không có cách nào tìm tới nơi này đương nhiên nếu như thời gian lâu dài quần tinh tiên tộc phái người tìm kiếm mà nói theo thời gian trôi qua khó tránh khỏi bị phát hiện bởi vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt phát dục mới là chính đạo bởi vì liễu tâm liên muốn về nhà hương, Lạc Vũ suy nghĩ không thể đi mặt mũi. Thế là thời gian một tháng, lục đạo chi lực toàn bộ đều dùng ở liễu tâm liên thiên sương kiếm tức bên trên. Bây giờ thiên sương kiếm tức đã đến LV1. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có long tức hình thái, nhiều hơn rất nhiều hình thái mới, có thể huyển hóa thành bất kỳ vũ khí nào. Hơn nữa đăng phong tạo cực luyện độ thần kỹ, bình thường chỉ có thượng vị thứ thần mới có thể thu được. Bởi vậy, chỉ có hạ vị thứ thần liễu tâm liên, sau khi trở về tuyệt đối có thể rung động ba cái chí thánh sau khi trở về nhất định muốn thông qua thực lực tranh đoạt quyền nói chuyện tiếp đó chiếm thần châu cửu vực biểu vị một mặt hư nhược lạc vũ căn dặn liễu tâm liên thỏ con chích chích miệng nhỏ công linh so với cái này ngươi vẫn là dưỡng tốt cơ thể a à? bây giờ tiểu vũ gầy yếu bộ dáng nàng cũng ngượng ngùng đi yêu cầu vũ trụ gợi ý a phi cười vang nói may mà ta trưởng thành ra một chút thần cấp thuốc bổ bằng không lạc đại nhân sợ không phải muốn giao phó đến tiểu băng long trên tay nhìn thấy cơ thể của lạc vũ nghĩ bây giờ so với hắn hoàng hư A Phi liền một hồi mừng thầm. Ta còn thiếu mấy móc tài liệu, tu kiến sau cùng đệ bác phân thân. Tiểu Long túi biểu môi nói. Rõ ràng là bác kỳ đại long, lại có một đầu đại bạch xà, cùng tên rất không tương xứng. Lạc Vũ miễn cười, việc này dễ làm, chờ liễu tâm liên nắm giữ thần châu cửu vực, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là thiên khung tinh vực. Nhiều như vậy sáng thế thứ thần buông xuống thiên khung tinh vực, bọn hắn tất nhiên sẽ phối hợp. Lạc Vũ sờ lên cầm suy xét đạo, mấy người chế tạo đệ bác phân thân sau, chúng ta mục tiêu kế tiếp nên nơi nào đâu ngay tại hắn nghi hoặc lúc liễu tâm liên sâu xa nói ta từng nghe chí thánh nhóm thảo luận qua trong vũ trụ còn có một cái danh xưng trong vũ trụ điểm địa vực tên là chư thiên tinh giới nơi đó là đông đảo thần minh tụ tập chi địa bọn hắn cùng quần tinh tiên tộc đoán chừng cũng không ngừng đối đầu có thế chúng ta có thể đi nơi kia nhìn một chút